Hôm nay là thứ tư rồi, lẹ quá. Wow, ngồi ngồi chờ xíu nha, để Hùng lên Facebook của Hùng để Hùng share cái livestream của Hùng ra nhé, để hy vọng được có nhiều người coi coi. Hôm nay nếu bà con làm về chưa cũng không hiểu nữa, giờ này 8 giờ mấy rồi, chắc theo lẽ là phải về rồi chứ. Rồi chịu chơi luôn, để mở cái này lên để có đọc comment luôn nhé. Đâu ta? Ồ không phải. Cái này đi. Đâu ta? Ok, comment đó xong mình thấy ta. Sao thấy comment ta? Trời ơi, hello Tina Phạm. Ủa sao không thấy cái làm sao đọc được comment? Mà lại lúc nào mình cũng ngu về cái vụ này ghê luôn vậy á. Ok rồi thôi, ráng dầm trong cái phone đi. Chờ tôi lấy hết con người tôi bị cận. Không thấy đường được. Tôi mới vừa về từ Houston về rồi, mới làm trong xong một cái show của Juno tại Houston, gặp được quá trời người quen luôn. Tự nhiên bữa đó vừa gặp một người quen, cái người quen này nói chứ từ cái lúc mà ông Hùng xài filter quá, tôi thấy tôi nhìn ông nó hơi chán nên tôi không thèm vô coi livestream của ông nữa. Rồi xong đó cái mình nói ủa vậy cho sao mình buồn dữ trời, khi xong cái chạy vô show cái gặp mình cái nhìn cái mặt của mình nó ủa đâu có giống, đâu có nhìn filter đó, nhìn giống như vậy mà. Xong cái Hùng nói cho nhìn y chang vậy, chỉ có vài nữa nó hơi khác khác chút xíu vậy thôi, cái mỏ tôi nhìn nó hơi điệu điệu tại vì tôi vẫn còn bị đau có mỏ nè. Trời ơi bị infection đâu phải dẫn chơi đâu, nó còn chưa có liền bởi cho nên uống thuốc nó còn chưa có xong nên cái mỏ nó vẫn còn hơi điệu điệu. Trời vậy bữa nó hết infection rồi thì chắc là gây lộn được trở lại bình thường thì chắc nó sẽ ok. Tự nhiên gài vô nói tôi lại xài filter cho nên tại tôi ta đẹp chứ bộ, người ta hên người ta chích thuốc tê uống thuốc mê tự nhiên nó được đẹp chứ liên quan gì hên xui thôi. Trời ơi thì người ta tự nhiên đẹp ra thì phải chúc mừng cho người ta đi chứ. Mà giờ tôi hỏi dùm con cho bà con có thấy tôi đẹp trai không, đẹp không? Đẹp là được rồi. Trời ơi nếu mà đẹp thì share cái livestream tôi đi cho nó toàn cầu đi. Trời ơi ta đẹp mà chứ không phải ta xấu đâu. Thí dụ như xấu thì nó còn làm ô nhiễm cái Facebook của mọi người, chứ người ta đẹp mà. Trở lại những cái câu chuyện ngày hôm nay, tôi thấy có nhiều cái tin đó tôi đọc ở trên Facebook, YouTube các kiểu thấy nó cũng hơi bệnh rịnh chút xíu. Bây giờ trước tiên á là mình nói với về Chicago nha. Tại đây hôm nay á Chicago nó có một cái chiêu mới rồi cả nhà. Hồi xưa đó là nó đi hồi của nó đi nó cầm cái búa nó gõ cái cửa kính cái đùng cho kêu cửa kính bể ra, rồi sau đó là nguyên đám hùa vô hôi của. Chiêu đó là xưa rồi, bây giờ nó không thèm xài búa nữa mà nó ăn cắp xe của người ta, nó lái chiếc xe nó lủi vô trong cái tiệm luôn. Tao đây một cái kế hoạch thiệt là thông minh, tại vì lấy cái búa đập á nó cũng rất là mệt. Tao đây cái kiến của Mỹ á nha, cái kiến mà cửa sổ của Mỹ á nhiều lúc cầm cái búa quất vô nó lủng cái lỗ chỗ đó thôi, rồi mấy cái gương vỡ đó nó vẫn còn treo lòng thòng. Với người mà ăn trộm người ta chui vô nó rễ bị quẹt xước cho nên là nó không có được an toàn. Vì cái điểm đó đó những người ăn trộm đó người ta thông minh hơn, người ta không có muốn bị trầy xước trên cơ thể của người ta cho nên là họ ăn cắp luôn cả chiếc xe hơi á, rồi lủi trong cái kiến, rồi sau đó thì chạy ngược chiếc xe trở ra. Như vậy là cái kiến nó không còn một mánh vỡ nào treo lòng vòng ở ngoài cái khung nữa, nên bước ra bước vô nó rất là an toàn. Tại vì cái nghề á mà hôi của với lại ăn trộm đó thì người ta vô người ta lùa cho thiệt lẹ rồi ta bỏ trong bao ta chạy ngược trở ra. Nếu mà sấn xa sấn sát á, tại vì cái mặt này đã bịt mặt cho nên là không có muốn là camera quay, vì bịt mặt đeo kính đen vào ban tối nữa cho nên là nó hơi sấn xa sấn sát, đi nó cọ quẹt ở trong mấy cái cửa kính thì nó chảy xước làm sao, nó bỏ cho nên rất là khó khăn cho hành nghề. Nên bây giờ là họ thông minh, họ lái xe họ lủi vô rồi là lui chiếc xe ra, vậy là tất cả kính đều rớt hết trơn rồi. Thì một thằng chạy vô một thằng phóng ra khiêng đồ thì nó rất là gọn và tiện. Rõ ràng là tôi có coi trong mấy cái video của cảnh sát tung lên trên những cái đài tin tức, tôi thấy nó gọn thiệt, đáng khen cho cái tổ chức ăn trộm. Tôi nói ăn trộm nó phải có tư duy, nó cũng phải có suy nghĩ cho thiệt kỹ, rồi sau đó nó cũng phải có tổ chức để mà hành sự cho nó gọn, chứ chạy ra chạy vô mà đè đầu chảy máu hết trơn tội nghiệp mấy con nhỏ. Trời ơi ai biết hôi được nhiêu tiền, còn mà ăn cướp được nhiêu tiền, ăn trộm được nhiêu tiền mà nó còn chạy xước vô bệnh viện nằm nó công nữa. Bởi tôi nói trời ơi nó lủi ra, nguyên chiếc xe nó lủi ra rồi, tao nói hả
cái chục đứa, hai chục đứa nó nhảy cho căn tiệm á, nó cũng gọn ơ, mà nó vô nó rinh đồ ra, nó nhảy một lượt ra 10 đứa nó cũng gọn ơ à. Tôi nói trời, thì đáng khen cho cái tổ chức của ăn trộm rồi vào ban đêm của Chicago. Thì bây giờ cái chiêu đó rất là thịnh hành ở Chicago. Ngoài ra đó, chiêu gần tới lễ ma, tôi nói cuối tuần này là lễ ma rồi, thì nhà nhà người ta chiêu những cái dụng cụ lễ ma, trang trí lễ ma ở ngoài sân vườn. Trời, tôi nói ở Chicago đang có một sát thủ mà cảnh sát còn chưa có tìm ra, từ lúc đầu tháng 10 tới giờ mà tôi nghĩ còn chưa có tìm ra. Sát thủ liên đốt nhà, những nhà thiết kế đồ ma. Tôi nói hả, trời, cái vụ án thiệt lạ. Thường thường mình nghe là sát thủ liên hoàn hãm hiếp, sát thủ liên hoàn giết người từng khúc bỏ các nơi, nếu không là sát thủ gì đi, bây giờ là sát thủ đốt nhà. Tôi nói bà cha nó, cái thằng đó nó không có ưa mấy cái nhà mà trang trí lưỡi ma. Cái nhà nào mà trang trí lưỡi ma càng đẹp là nó vô nó châm ngồi nó đốt rụi căn nhà con người ta, nửa đêm đi ngang qua nó đốt. Mà tôi nói hả, nó đốt các xóm, mấy cái xóm ở Chicago nó liên kết được cũng cả chục căn nhà rồi, mà cảnh sát còn chưa tìm ra là cái thằng sát thủ này đốt nhà là thằng nào. Tại vì chỉ có thấy camera đi ngang cái thoáng qua, nó cũng bịt mặt các kiểu đó, cho nên là cái camera còn chưa có nhận dạng ra được là cái thằng quỷ đó là cái thằng nào, để cho cảnh sát nó bắt. Tôi thấy ác nạn chưa, có nhiều cái chiêu thiệt lạ lùng. Cái tôi giờ tôi nghe cái tin tức đó, tôi về tôi nói nhà tôi, thôi đừng có treo nhiều con ma quá, treo một con hai con tượng trưng thôi, mang chiếc bộ chế bí ra để cho trang trí thôi, chứ đừng có làm mất công mà nó tưởng là mình nó trang trí nhiều quá nó vô đốt nhà mình nữa. Tôi nói trời, cái nhà cái mỏ của tôi nghe tôi đốt nhà, chắc tôi biết chưa xảy ra chuyện gì cho tôi luôn đó. Trời ơi, để giờ đốt nhà giờ ra nằm gầm cầu hay vậy, tôi cũng không biết là phải nên qua nhà ai để sinh sống. Trời, cái đó nó mệt luôn đó. Nãy giờ tôi không có quen về cái kinh nghiệm đó, cho nên tôi không dám nhắc tới vấn đề đốt nhà đó. Thì mới có một cái vụ án này cực kỳ là quan tâm. Ở New York mới vừa bị bắt một người chồng của một chủ tiệm nail tại Queens có âm mưu đốt tiệm nail để có thể là khai bảo hiểm hay là cái gì đó để cho thu lợi ở cái điểm gì đó, mà đốt cháy rụi rất thành công. Nhưng dẫu sao người đó là vẫn bị ghi hình, cho nên là cảnh sát mò vào những cái video đó và bắt được rồi, đã lên báo chí luôn rồi. Người đó là người chồng của chủ tiệm nail đi đốt cái tiệm nail vợ mình đang làm để mà chắc có thể là hưởng lợi vấn đề bảo hiểm. Cái câu chuyện mà chủ nail tổ chức đốt tiệm nail nghe nó cũng rất là thường trực và rất là thường xuyên ở cái xã hội Mỹ này, đặc biệt nhất là những cái lúc mà trước dịch hoặc là vào năm khoảng chừng 2008, lúc mà kinh tế nó sụp hẳn đó. Có nhiều cái tiệm nail người ta vẫn còn ký cái lease, không thể nào thoát được cái lease của chủ nhà, mà tiệm nail thì bán không ra, nên đâm ra cũng có rất là nhiều chủ tiệm nail tổ chức đốt tiệm nail. Cái này không phải là tôi đi nhiều chuyện đâu nghe, mà tại vì tôi coi trên báo rõ ràng nó được, cái chửi tôi là tôi nhiều chuyện mà tôi đi la làng đồ lên các kiểu, người ta đọc báo đó, mấy bà mấy má ơi, trời thiệt đó, chứ không phải dẫn chơi đâu. Thì cái tình trạng mà chủ tiệm nail đó là lên nguy cơ, lên kế hoạch là nguy cơ bán tiệm không được, rồi trả tiệm lại cho mặt bằng cho chủ nhà cũng không được, nên đari block đốt nhiều đơn nhiều đó, đền được nhiều đền thì bảo hiểm nó đền đó. Nhiều cái tiệm nail người ta rất là thành công sau cái công việc đốt tiệm, người ta đốt tiệm rồi sau đó người ta báo bảo hiểm là bảo hiểm nó đền cho một số tiền, rồi sau đó quay ngược vô nói chủ nhà cái nhà mày á nó bị cháy rụi rồi, bây giờ tao không có hứng để mà xây dựng cái tiệm nail nữa, thôi cho tao cứu luôn nghe đó, thì sẽ thoát được cái hợp đồng của chủ nhà. Thì nói chung đại loại đó là như vậy. Nói nào ngay, tôi còn chưa có nằm trong cái thành phần là người xấu, cho nên tôi không có biết rõ gì cái câu chuyện là cái âm mưu, cái thiết âm mưu, cái quyền lợi để mà đốt tiệm nail như thế nào. Tôi chưa có cái máu đó, nhưng mà tôi thấy gì tôi nói nấy vậy thôi đó. Nếu mà các anh chị nào mà lỡ trong nằm trong cái trường hợp đã từng đốt tiệm nail, đừng có chửi tôi nhiều chuyện, tôi không phải là khai ra. Trời ơi, tôi đâu biết anh chị có kế hoạch như thế nào đâu, chắc là mỗi người đều có một cái tổ chức cách kế hoạch khác nhau. Trong tiệm nail mà trời ơi, nó muốn cháy đồ cháy, với lại nó cũng có rất là nhiều đồ để dễ cháy, mà cháy đồ trong tiệm nail nó cháy cái cháy rụi luôn, đâu có cháy nữa đâu. Tại acetone là các kiểu mà, trời, nó cháy cái rụi luôn vậy hà, mà cháy cái rụi rồi trời, thì người nào vô khám phá được khám phá, người nào được tra không được rồi thôi kệ người ta, đúng không? Tôi không có nhiều chuyện, nhưng mà ý tôi nói nó là như vậy á đó, ý tôi nói là như vậy. Nhưng mà vì cái tin tức
mà nó cũng có đầu có đuôi. Tại Chicago có một sát thủ đốt nhà liên hoàn, rồi sau đó liên quan tới một cái tiệm nail ở New York, mới vừa lên tin tức ABC đại số 7 thì tôi mới đọc được, rồi tôi mới nhớ là những câu chuyện mà Việt Nam mình cũng hay tổ chức đốt tiệm nail để ăn tiền bảo hiểm gì đó. Tôi mới nói vậy thôi, chứ các anh chị nào lỡ đốt rồi thôi đừng đổ thừa tôi nghe, tôi không có khai đó, tôi đâu có biết ai là ai đâu, tôi đâu có tên đâu, đúng không? Để giấu rồi tôi giấu luôn đây, đừng có chửi tôi là nhiều chuyện. Hôm rày đó cả nhà cũng thấy được cái tin tức là hãng hàng không Alaska cũng rất điên đầu cho một người co-pilot, có nghĩa là người này là người bay trưởng trong chiếc máy bay đó. Nổi khùng nổi điên lên, người ta đang bay cái tự nhiên ba lên cái ba tắt cái chìa khóa cho nó tắt cái động cơ bay hà, để cho chiếc máy bay giống như là, tôi thì tôi không có biết gì trong cái vấn đề buồng lái của chiếc máy bay, nhưng mà trên tin tức thì nó nói là cái thằng này nó vô nó tắt cái chế động bay. Trời ơi, nó cha đang bay tắt chế độ bay cho bay rớt nó rụng hay vậy, cho nó rụng như cái chuối cái sầu riêng nó chắc chết luôn á. Đang bay mà chiếc bay ta đang bay à trên trời có biết bao nhiêu là hành khách đó, mà cái thằng này nó là cái thằng phi công phụ mà nó đang trong giờ giải lao, nó nghỉ rồi, nó không có liên quan tới nó đang bay vậy mà đi thò tay đi tắt cái công tắc bay con người ta hà. Trời ơi, may mà tụi hàng không ở trên đó là mấy đứa tiếp viên hàng không, mấy đứa lấy máy bay nữa phát hiện ra nó đè đầu nó trói tay ông lại, chứ nếu không là chiếc máy bay nó rụng như trái mít rồi đó cả nhà. Rồi sau đó mới phát hiện ra, đem ra cảnh sát đồ rồi tra tấn hỏi cung rồi này nọ, cái phát hiện ra trời ơi, ba đi ăn nắm mà tôi không, nói chung là đại loại là có thể dùng cái chữ là nấm rơm đi, nhưng mà nó không phải là dòng họ rơm, nó là dòng họ nấm phê. Nấm phê có nghĩa là ăn cái nấm đó vô thì nó sẽ làm cho con người mà nó kích thích nó vui lên, nhưng mà nó có ảo giác, có nghĩa là chắc là cũng nhìn thấy bảy con tiên nữ rồi bay vòng vòng ở trên trời. Tại chứ bay nó bay, nó bay cao mà nó bay ở trên mây trên độ thì đã thấy mây rồi, thì tưởng tượng nào là cung nữ rồi lãng hoạn ở trên chiếc đầu máy bay, cho nên là cha tắt cái cụm đây cái chức năng bay cho vui, làm giống như là muốn bắt tiên nữ hay gì đó không biết. Đè đầu cha bắt ra cho vô trong cho vô cảnh sát khỏi điều tra, trời ơi, mới hóa ra là ăn cái nấm phê cho nên là con người nó phê quá, cộng thêm là chiếc máy bay nó đang bay á, cái cảm giác nó lân lân con người mà nó lại càng phê hơn, nó phê gấp bội, bởi cho nên ba bị ảo giác, ba thò tay ba tắt cái chức năng bay để cho chiếc máy bay nó rụng chơi vui. Trời ơi, ác không, máy bay vẫn rụng như mít chịu sao nổi. Trời ơi, bà con nghĩ trái mít, tôi không phải là dân ở dưới quê, tôi không làm vườn mà tôi có thể tưởng tượng được, trời, trái mít người ta đang lủng lẳng ở trên cây gì nè, rớt cái nó cũng lủng mấy nhà chứ đâu phải giỡn chơi, chứ mày trái mít nó rất là bự, huống hồ chi đấy, chứ mày nó bự thù luôn, có biết bao nhiêu con người ta đang bay trên đó, nó mà rụng xuống cái là tôi không biết là hỏi ôi chuyện gì xảy ra luôn đó, lúc đó đổ thừa là khủng bố nữa rồi không trần. Trời ơi, nếu mà chiếc máy bay Alaska mà rụng xuống ngang tới đây, tru cha người Mỹ nhảy đông lên là ông Joe Biden nghe tưởng đó là chắc khủng bố, đem bom đem đạn qua nã bên mấy anh Trung Đông có tội nghiệp người ta nữa. Trời ơi, tới đây đâu có ai biết được, nhiều người ta cũng bị quan lắm, khủng bố cũng bị quan lắm chứ bộ. Bà con có thấy cái vụ án mà của bên Israel bây giờ đang nổ bom lên trên cái dải mà Gaza không? Tới đây cái câu chuyện đó tôi nói nào ngay cuối nãy giờ tôi không có để ý nhiều vấn đề chính sự, tại vì tôi nghĩ giống như là tôi không có rành về chính sự cho nên tôi không có tham gia. Nhưng mà đại loại là Israel người ta đang bình thường, tự nhiên cái bên bọn khủng bố Hamas gì đó ở bên Palestine đó rảnh rỗi nã chứ bom vào con ta qua Israel. Trời ơi, thì dĩ nhiên Israel là phải nã lại rồi, mày dám chơi mày, trời ơi, mày đang rảnh rỉnh tự nhiên mày đem nã chứ bom vào nhà tao không chị. Trời ơi, biết bao nhiêu người chết rồi kìa, biết bao nhiêu thiệt mạng rồi kìa, bao nhiêu là con người ảnh hưởng. Trời với lại tao đâu có hay, tao đâu vừa gì mày, trời mày 49 tao phải 50. Trời làm neo kia thợ nó còn cào mặt nhau, ủng hộ chi là chiến tranh nước này với nước nọ. Dĩ nhiên là Israel phải nã bom lại rồi, mà Israel đâu vừa gì kêu đồng minh, kêu Mỹ Pháp rồi vô phụng tay mày nã cho tụi nó, tao tè lè cho tao đi. Rồi cái bao anh kia cũng không có vừa. Công khai lên, tao là bọn khủng bố đang nằm vùng ở đây nè, nên tao ghét mày, tao nã mày chơi đó, kiểu vậy đó. Rồi bây giờ hăm dọa Israel, hăm dọa nói là các bà con người dân thường làm ơn di dân qua một nửa nước bên kia đây, né ra cái vụ ở trên này để tôi nã bên cho không có chết dân thường. Rồi người ta dân thường người ta cũng dọn đi mà cái cửa khẩu nó không có mở cửa làm sao người ta dọn ra khỏi nước, người ta dồn xuống một nửa nước đó. Rồi Israel mày nã gì mày nã đi, tao dọn đi hết trơn rồi, có nghĩa là mày nã nhà thôi chứ mày không có nã con người.
rồi bây giờ vì tình trạng hăm dọa nó nã qua nã lại nã tới nã lui xảy ra vấn đề biểu tình ở Mỹ khang khang, thấy chưa? Ở Chicago tụi tôi cũng bị ảnh hưởng, tuần nào cũng đi xuống biểu tình, một bên là cầm cờ Israel, một bên cầm cờ Palestine, vô đó là để biểu tình với nhau. Rồi mấy người Israel cũng không có vừa, vô tới Nhà Trắng để mà biểu tình luôn đó, biểu tình là phải la làng lên. Bên Palestine á thì nói không, mày biết có rất là nhiều người dân vô tội, mày biết không? Israel mày đừng có hung hăng quá, mày đem bom mày nã tụi tao vậy rồi ảnh hưởng tới người ta rồi này nọ đó. Israel á thì người Israel á thì bắt đầu hao hào lên, tao đi mua vé bay, tao về nước tao để tao cầm súng lên nã tụi bay, tại đừng có nghĩ nước tao là ít con trai còn đàn bà con gái không, tụi bay ăn hiếp và nã tụi tao. Bây giờ tao ở Mỹ đây, tao đi phải đi xin vị khách sành chủ tao, tao mua vé bay, tao về tao phụ tao nã cho vui. Trời ơi, biết bao nhiêu là con người Israel người ta cũng đi về nước người ta rất là yêu nước, người ta về người ta phụ nã. Trời ơi, chứ bây giờ nã thiếu nhân sự quá sao cho nó đã được đó. Xúm nhau để về gây lộn qua gây lộn lại, rồi bây giờ đó có ông chính phủ nào tôi cũng không biết, người cha làm bộ phận gì trong chính quyền của USA đó lên tiếng nói vậy nè. Tao thấy nhiều đứa ra đường đi biểu tình, nhất là cái nhóm mà Palestine đó ra đi biểu tình vấn đề chiến tranh thì tao rất là thông cảm, tại vì hai cái nước là nã qua nã lại thì thế nào cũng sẽ có sự chết chóc, nên tao cũng thấy là rất là bình thường. Chiến tranh mà, trời ơi, đừng nói chiến tranh gây lộn kia, nó còn ra đường đi biểu tình ủng hộ chi là chiến tranh, bởi cho nên tao rất là thông cảm. Nhưng tao cũng muốn cảnh cáo tụi bay nghe, thành phần nào mà có trách nhiệm á thì mới đi ra biểu tình, còn thành phần nào mà vô trách nhiệm làm ơn ở nhà để đừng có kéo về kéo đàn ra đây rồi la lối ì xèo rồi cho ông bảy Joe Biden đó ổng quýnh qua quýnh quán ông biết rồi, có còn ổng nghe lời tụi bay nữa. Người ta đã lớn tuổi rồi, người ta còn không có mắt, người ta đã đi yếu kém rồi, làm sao người ta biết nhận dạng được cái nào đúng cái nào sai. Bởi tụi bay la làng quá quản hồn, cái ra ông đi ông đem bôn ra ông rã nữa mất con đó. Phát hiện ra có rất là nhiều người biểu tình trong Palestine, họ không phải là người Mỹ, có nghĩa là họ không phải là có giấy tờ hẳn hoi sống định cư ở Mỹ, quốc tịch không có, thẻ xanh cũng không có, họ quay đây với cái diện là visa, gồm có là du học sinh, rồi cũng có những người hợp tác viên với Hoa Kỳ là visa, là công nhân đi làm mà thôi. Thì bây giờ chính phủ lên án, nói là những thành phần đó trong bộ phận mà làm visa cho những người đó qua phải xét kỹ những người đó, bởi vì ai biết là tụi đó là tụi phản động hay là tụi nó là tụi nằm dùng hay sao. Chưa gì nó có visa thôi, nó qua đây nó phụ biểu tình rồi nó suối đi nã người ta, nó qua đó lại rồi giờ lỡ nó cũng khủng bố thiệt thì sao đó. Thì tôi thấy nghe cái câu chuyện tôi nghe nó cũng có lý, nói nào ngay tôi ào ào, nhưng được cái là tính tôi lương thiện, tôi thích ngồi phân tích, neo càng ế tôi càng ngồi phân tích, bởi cho nên là hôm rầy neo nó ế tài lè nên tôi phân tích giỏi dữ lắm. Tôi phân tích nó không giống thầy bói, nhưng mà nói nào ngay nó phân tích nó cũng rất là chính xác dữ lắm. Người ta nói vậy là đúng rồi chứ sao sai được. Tự nhiên đi qua đây với cái diện visa thôi, nó không có một cái lý do lý cớ gì mà tự nhiên ra hô hào cầm cờ về nước mày, mày cầm cờ mày có liên quan gì cái nước Mỹ đâu mà mày cầm cờ, mày ép ông bảy nã bom tụi bay hay là đừng có nã bom ở bên kia này nọ. Ý kiến ấy còn chỉ có không, ông bảy thì ông chỉ nghe là người có quốc tịch là những người dân Hoa Kỳ thôi, mà ông nghe còn không kịp nữa, ông đã già rồi, ông chậm rồi, ông đi ông còn dấp té, ông nói chuyện ông còn cà lâm ba lấp ba bát, mà bây giờ còn suối ông để vào mỗi người mỗi ý làm sao tôi nghe cho kịp, tội nghiệp người ta lớn tuổi. Bởi tôi nói cái ông chính trị đó, ông nói tôi thấy cái điều đó nó cũng đúng đó cả nhà, tôi nói cũng thiệt lạ. Còn đây nè, khi nãy nhắc tới gia đình New York, tôi quên có một cái tiệm bán bí xà ở ngay chỗ cái khu nhà trường. Tao nói do quỷ ma gì á mà nó đi bán xì ke, mà nó đi buôn xì ke, mà chính quyền mới vô đột nhập trong cái tiệm bí xà đó phát hiện gần giá trị của xì ke có thể thu lên tới gần 4 triệu đô la. Tôi nói trời ơi, đây là thuộc gọi là xì ke supply đó cả nhà, chứ không phải là chỗ nào bán xì ke mà nhiều tiền dữ vậy, gọi là xì ke supply đó. Tối nay bắt ra là Herion là cái loại bột mà hít bằng lỗ mũi, rồi sau đó nó cũng có là cái loại chích vô tay, chích vô mông, rồi cũng có loại xì ke các kiểu, cũng có loại làm bằng đá đốt lên rồi hít, có loại bỏ vô lưỡi nếm. Nói chung là tôi không có rành về thế giới xì ke, nhưng mà người ta định hình cái xì ke đó là gì, nó có rất là nhiều loại nhiều mùi. Tổng giá trị xì ke đó mà theo với lại thị trường đứng đường bán
là nó lên tới 4 triệu đô la. Dĩ nhiên là cái sự kia người ta phải dựa vô cái mấy cái đứa đứng đường, người ta mới biết cái giá của nó, cho bây giờ lên chứng khoán thị trường ai đâu mà có bằng chứng lên chứng khoán thị trường để mà đi niêm về cái giá của thị kia. Cho nên là phải dựa vô mấy cái đứa đứng đường đó hỏi à, nè mày đứng đường mày bán xì ke giờ nó nhiều một ký, nếu mà ký nhiều quá vậy thôi mày bán xì ke nhiều một tép, một tép là hít vô được bao nhiêu lần, cái hít này là hít vô lỗ mũi hay là cái loại chích vô mông đó, thì hỏi mấy cái thằng đứng đường bán xì ke dựa vô cái công việc đó người ta trả lời thì nó ra cái định hình là cái giá nó như thế nào, thì cái giá lên tới gần 4 triệu đô la nằm ở dưới hầm của cái tiệm bí xà. Tôi nói trời ơi ác đạn giới sợ chưa. Trời, tôi nói ở New York công nhận rất là ngầu thiệt á chứ. Có nhiều thứ mà mình không bao giờ suy nghĩ ra được. Louisiana, tôi đây trời ơi bị sương mù. Sương mù tôi bay cho tôi bay cao cao không? Sương mù ở Louisiana nó bay là thấp thấp giống như là sương là giống như là khói trên sân khấu ca sĩ đang hát mà người ta xịt gì ra vậy đó. Bay là sắp đất. Người ta lái xe không thấy đường, đụng nhau là một cái chuyện đụng xe liên hoàn, 185 chiếc xe đụng một cùng một lúc. Bà nội cha trợ đụng như đụng dữ trợ đụng như 185 chiếc xe thì nó nó dài thòng lòn luôn á, đụng cái kiểu đó rồi sao ra gây lộn. Trời ơi, một thằng nó đụng một thằng ra gây lộn thấy mẹ luôn, bây giờ tới 185 thằng biết thằng nào nguyên do mà ra gây lộn nó trời, thì cũng phải ra đó cãi đó, mày đúng tao sai mày đúng lý do sao mày chạy mà mất nhấm mất mở hay gì ra coi bằng lái đồ này nọ cái kiểu, nó đụng 185 chiếc rồi ra chửi thằng nào. Cảnh sát tới cũng không biết chửi nào luôn á. Tôi nói trời ơi rồi bây giờ chờ cái ngày ra tòa mà rin tới 185 thằng ra, ông tòa nói ông tòa chắc cũng bó tay luôn, giờ tao xét làm sao, thằng nào kiện thằng nào. Mày xe tải mà đụng xe con, xe hai bánh đụng xe hàng bốn bánh, làm sao mày chạy mà không chịu ngó mắt mày trên trời sao đụng người ta, người ta đạp thắng là sao mày không chịu đạp thắng luôn mà đụng đích người ta, rồi mày đụng trái đụng phải. Trời, tôi nói tôi là ông tòa chắc tôi cũng không thể nào biết được giải quyết là làm sao có thể đụng được 185 chiếc. Thôi kệ bà đi, khỏi thương nha tụi bay ơi, đứa nào đứa nấy về nhà tự kêu insurance tự đòi luôn cho rồi đi, cho bây giờ đứa nào biết đứa nào thua đứa nào thắng. Trời ơi cái này tôi nói nó hệt mệt đó nghe, và đã vậy rồi còn sương mù nữa, sương mù sao biết thằng nào trước thằng nào sau. Đứa nào đụng tao vậy tụi bay cũng không biết. Lý do tại sao tao đụng đứa nào, tại do con quỷ kia đụng tao, rồi tao có đụng mày đó, rồi do con quỷ kia đó là do con quỷ nọ đụng tao tao nó rút đào tao có thuốc đứt mày, rồi mày thuốc đứt thằng nọ đó, cái kiểu như vậy. 185 thằng đụng nhau trên con đường của Louisiana bởi vì là sương mù bay là đà. Tôi nói nghe cái chữ sương mù giờ tôi ấn lạnh rồi. Trời ơi, tiểu bang của tôi giờ là sắp sửa vô, là bây giờ đang là mùa thu sắp sửa lạnh, tôi cho chắc ăn. Trời ơi, sương mù hôi, ta lũi vô khách sạn ta nằm ta ngủ đi. Kệ, thà tốn tiền một đêm ở khách sạn mà cho nó qua cái cơn sương mù. Chớ lái lãng quảng ở trên sương mù rất là nguy hiểm. Kệ nó. Ai nói tôi sang tôi chịu. Chớ tôi quyết định rồi. Lái xe kiểu đó thà tôi lũi trong sương mù, tôi vô lũi ở khách sạn tôi ở đi. Thì cái kiểu như là, cái đó thì thật ra là mình sang cũng hơi quá đáng thiệt. Nhưng mà giờ bảo tồn tính mạng, mình bị sang cũng được. Đúng không? Giờ thí dụ như bây giờ mình sang một cái kiểu như nó vô cớ, vô lý á, thì mình còn có thể lên án, phí tiền, phí của. Nhưng mà cái sang này, cái sang đúng mà. Lái xe mệt mệt. Cả nhà lấy thẻ ra quẹt, khách sạn vô nằm, chợ hưởng thụ trong năm sau đi. Vô đó massage, đấm bóp rồi các kiểu. Rồi sau đó chợ hết sương mù coi tin tức. Hay nếu không gọi tôi, không. Khúc đoạn đường này sương mù nó hết chưa, không. Rồi tôi hỏi con Google á, coi cái đường nó hết sương mù chưa. Rồi sau đó lũi ra đi về cũng chưa có muộn. Cho kệ nó, cho né cái sương mù ra, nghe cái sương mù thôi là thấy nó ớn rồi, thiệt luôn á chứ. Có cái này, cuối tuần này tôi có về Houston, có một cái chương trình ca nhạc mà có thi đồ mặc đồ ma. Ai cứ rảnh ra Houston đó, chỗ cái rạp hát Maxim á, chỗ chơi câu lạc bộ Maxim, ra đó chơi với tôi, có Dương Triệu Vũ, có Kỳ Phương Uyên, có ai nữa ta, cũng có rất là nhiều ca sĩ có DJ nữa. Tôi may mắn tôi được làm MC ở trong cái chương trình ca nhạc đó, và có thi mặc đồ ma, đứa nào mà ma xấu nhất ra được trúng giải, còn con trai mà ma xấu nhất cũng ra lấy giải. Nhưng mà nhớ nghe, người ta dùng chữ rất là rõ ràng, ma là phải xấu, còn ma đẹp nó không phải là ma. Ma đẹp đó là tiên nữ, bởi cho nên đừng có bao giờ mình muốn mình đẹp ở trong cái ngày lễ hội ma. Trời, cái ngày lễ hội ma người ta phải làm ma,
là đã là ma rồi thì phải làm cho thiệt là xấu. Mà tôi dặn nha, con ma với con quỷ khác hả nghe. Trời ơi, tôi nói là tôi không biết cái con nào nó hơn cái con nào, nhưng mà theo đại loại tôi phân tích á, là con quỷ thì tôi gặp nhiều mà con ma thì tôi ít gặp. Điển hình là tại vì người Việt Nam của mình rõ ràng là gặp con quỷ cũng rất là thường trật, tại vì nhiều lúc mình không có để ý, chứ ở trong tiệm nail mình gặp quỷ rất là nhiều. Trời ơi, toàn là quỷ không à, nó trong tiệm nail đó. Tới đây quỷ bây giờ nó rất là lạ, nó không có chịu vô chùa hay là ra nghĩa địa nó ở đâu, nó vô tiệm nail nó ở không hà. Bởi cho nên tôi gặp quỷ rất là thường xuyên, nhưng tôi ít có gặp con ma, nên tôi không có biết phân biệt được con nào con qua, con mà con ma, hay là cái nhan sắc con ma làm sao. Tôi chỉ nhận dạng là cái nhan sắc của con quỷ. Thì thường thường á, nhan sắc con quỷ là nó rất là bình thường, nhưng mà nó rất là quỷ đó. Còn con ma là nó phải ra vẻ là nó xấu. Rồi có con ma tốt, có con ma xấu hả? Hay là con ma nào nó cũng xấu ta? Hình như cũng có con ma tốt nữa đó. Hình như vậy đó. Nó cũng có mấy con ma ngu, nó cũng có mấy con ma mà kiểu giống như là ma yêu đương đó. Cái loại mà ma yêu đương, mà cái loại mà đã là ma rồi mà nó còn thích yêu đương, nó thích dụ con trai đẹp tụi này nọ. Ở Việt Nam là đi chơi đó, rồi mấy con quỷ ma, mấy con ma đó, nó có hay thấy con trai đẹp đẹp là nó dụ, nó hãm hiếp hay là nó tuột quần gì đó rồi nó nhốt ở trong cái bụi cây đó. Tại vì cái câu chuyện rất là bình thường đó. Thì con ma thì tôi biết là cũng có nhiều con ma nó rất là thích yêu đương, mà nếu mà nó yêu đương thì nó đâu có thể nào xấu được, rồi nó xấu ai yêu nó. Cho nên là có nhiều con ma nó phải hồ biến nó thiệt là đẹp rồi nó dụ người ta mới yêu nó được, đúng không? Cho nên là con ma thì nó cũng có nhan sắc ở trong đó. Còn con quỷ thì nó không phải vậy. Cái con quỷ á, nó không có liên quan tới gia đình nhan sắc. Ngồi trong này nó ngọt thiệt. Con quỷ nó không có liên quan tới nhan sắc. Con quỷ là nó chỉ có liên quan tới cái tâm hồn thôi. Tôi nói cái tâm hồn của cái con quỷ á, nó rất là quỷ. Nó quỷ chứ nó không phải là tâm hồn của con ma. Tôi nói con ma thì nó có tâm hồn của con ma, chứ nhưng con quỷ nó rất là tâm hồn của con quỷ. Tôi nói hả trời ơi, bởi cho nên nó là hai cái con khác nhau. Nhưng mà cái đại hội concert lần này ở Houston vào thứ bảy tuần này đó là chỉ trúng giải cho con ma thôi, chứ không có trúng giải cho con quỷ. Cho nên bà con nào đi coi cái show này với tôi đó thì phải mặc đồ như con ma, mà loại ma xấu á, để người ta dễ nhận dạng là con này con ma xấu là trúng giải. Chứ ma mà mày đẹp quá tao không cho mày trúng, tại đẹp quá nó không có ra sợ. Người ta không muốn nhìn cho nó sợ sợ mà. Bà con nào chưa có mua vé thì nên đặt bàn gọi trước trong cái poster tôi post trên cái Facebook của tôi nghe. Ráng ra chơi ma với tôi cho nó vui. Tại vì đợt này thì tôi cũng cảm thấy kiểu giống như sao, tôi thấy trong cái show Halloween này cũng rất là vui đó. Cho nên là đằng nào cũng chơi ma, chạy ra chơi với tôi cho nó vui, cho nó vui ngày thứ bảy. Nhưng riêng chủ nhật á, xong cái show đó rồi đó, thì tôi phải lái xe vận đêm không có ngủ lên tới thành phố Dallas để chuẩn bị cho một cái show nail ở Dallas vào ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật á, thì tôi sẽ tới tiệm Supply Pro Nail ở khu Dallas nằm ở trên đường Jupiter đó. Tại tôi đi kèm với lại cái thương hiệu Private, là cái thương hiệu tôi để đây nè. Đâu rồi ta? Đúng rồi đó. Thì thương hiệu Pyramid, thì bà con ghé ra cái tiệm Supply đó để gặp tôi. Tại vì ở trên cái Pyramid đó, người ta đang có cái promotion là bán cái collection mới này nè. Người ta tặng hai cái kệ nước sơn để mà để cho nó kệ nước sơn. Rồi đồng thời là mọi người chạy ra ăn mai với tôi cho nó vui ở trên khu Dallas. Bà con nào mà chủ nhật đang rảnh Dallas chạy ra coi với tôi nha. Thì đó là cái lịch, đó là cái lịch tôi đi làm vào cuối tuần này. Nhưng mà trước khi tôi đi làm cuối tuần này đó, thì tôi có đọc thêm một cái tin tức mà rất là bức xúc, là hổng rày là bà con cũng biết là nhường tuần hay là 10 ngày vừa rồi đó, là cái công việc ở tiểu bang Kentucky là Việt Nam mình gồm có là chủ nail và thợ nail đi ra để mà tới Stateboard lên City Hall của thành phố và mắng vốn, gây lộn, đòi hỏi, la làng các kiểu với lại Stateboard. Thì cái điểm đó là cái điểm mà tôi thấy nó là gì, đây là cái ý kiến cá nhân của tôi thôi, chứ tôi không phải nằm trong những người làm luật, tôi không có rành về luật pháp và tôi cũng không có biết bên tình trạng của Kentucky như thế nào. Nhưng mà mình làm ở trong tiệm nail lâu năm thì mình chỉ cảm thấy nó là như vậy nè. Tôi thấy cái điểm đó đó là phải chung tay. Trời ơi, tại vì phải nên chung tay nhiều hơn nữa. Người Việt Nam của mình phải nên lên đó để lý sự với lại những cái người nhà làm luật, với lại chính quyền,
Bởi vì có nhiều cái bộ luật á, có nhiều cái bộ luật tôi thấy nó rất là bất công, rồi cũng có nhiều cái công việc ở trong tiệm nail của mình thấy mình cũng rất là trột dạ. Tôi không có nói là tôi cãi lời chính quyền, nhưng mà tôi thấy có nhiều cái đó cũng rất là vô duyên, thì tôi góp ý thôi. Ai mà nhà làm luật hay là chính quyền mà lỡ mà có nghe nói lời nói của tôi đó thì tự chọt dạ và sửa lấy đi, chứ tôi thấy nó cũng rất là vô duyên. Không phải chỉ có một mình tôi nhận thấy, mà rõ ràng tôi coi rất là nhiều clip và đồng thời cũng có rất là nhiều truyền thông người ta đưa tin, thí dụ như là 2020, ABC, Fox hoặc là rất là nhiều đài truyền thông TV người ta đưa tin tức để người ta nói về cái việc này, thì người ta cũng quay những cái người mà gọi là nạn nhân trong những cái kỳ thị như thế này hoặc là những cái công việc nó như thế này, thì mình nghe những câu chuyện của họ, tôi nghe những câu chuyện của họ tôi cảm thấy tôi rất là bức xúc, bởi vì tôi không phải là Việt Nam, bên Việt Nam, dĩ nhiên Việt Nam mình ủng hộ Việt Nam là không nói rồi, nhưng mà mình ở trong cái nghề nail thì mình cũng rất là bức xúc. Vài cái bức xúc tôi thấy nó như gì, thí dụ như là cái bằng nail. Trời ơi, bằng nail nước Mỹ nó vụ thù lù, thì 52 tiểu bang ở đâu cũng làm nail, vậy thôi người ta làm một cái bằng nail mà có thể đi 50 tiểu bang làm đi cũng được, mắc ôn mắc gió gì mà chi cái luật ra. Tiểu bang Illinois nó có luật khác, Texas nó luật khác, Cali luật khác, rồi giờ Việt Nam mình đi dọn nhà vòng phải đi thiêu thi cái bằng nail lại chi vậy cho nó lộn xộn gì mấy ba mấy má. Người ta làm nail là người ta làm nail, thì bây giờ mình là nhà làm luật, mình là chính quyền, thì mình ủng hộ người dân của mình. Người ta là ở tiểu bang Illinois, bây giờ đâu phải người ta ở đây trọn đời đâu. Tôi nói hả, cái survey của nước Mỹ, người Mỹ người ta dọn nhà là mỗi 7 năm dọn một lần. Người Mỹ là cái dân tộc dọn nhà thường trực nhất trên cái địa cầu này. Người ta không bao giờ ở một cái nơi nào mà trọn đời, rất là ít sống trọn đời. Thì người ta dọn nhà, cỡ như tôi giờ tôi muốn về Texas đây, tôi dọn về tôi ở, tự nhiên cái kêu tôi phải thi nail lại. Trời ơi, bất công không? Với lại nhiều lúc mình đâu phải, nói không phải là mình sợ, nhưng mà thật ra nhiều lúc thi thì dĩ nhiên là mình cũng quên, hay là những cái từ ngữ chuyên môn mình cũng quên, dĩ nhiên là mình làm thì mình biết rồi. Đó là chưa kể là luật nail, chính quyền cứ cập nhật đổi hoài. Hồi xưa tôi thi ở đây, ở tiểu bang của tôi mấy chục năm về trước, rồi bây giờ chính quyền 2-3 năm cứ đổi luật, rồi giờ đi qua anh Texas cũng đổi luật, đổi luật, rồi giờ tôi vô tôi đổi ngang, tôi tự Illinois tôi qua anh Texas tôi thi mà tôi không có học bài lại, hoặc là sớm xa sớm xét tôi đè đầu vô tôi rớt là chuyện bình thường, đúng không? Không lẽ giờ kêu tôi đi học lại mà tôi dọn nhà qua đó tôi cũng cần đi kiếm việc làm, trời ơi, để tôi đóng thuế, chứ không lẽ giờ kêu tôi đi học là thời gian đâu tôi ăn. Phải có tiền người ta mới ăn được chứ, thì người ta cũng phải có sinh sống được chứ. Người ta đã lo dọn nhà thôi, người ta hỗ trợ người dân thôi, mày dọn lẹ đi không, mày dọn đi qua đó kiếm việc làm liền đi, rồi sau đó mày đóng thuế đóng đồ cho tao chẳng hạn vậy đi, cái đè đầu vô đi đổi bằng chi cho mất công vậy, có phải là mệt không? Vậy thôi ta làm ra một cái bằng nào cho 50 tiểu bang cùng xài đi, vậy là được rồi, có cần gì phải chia ra từng khu từng dùng chi cho nó mệt dữ vậy, cho nó lộn xộn lên vậy cho mất công vậy, đúng không? Cái đó tôi thấy rất là trước mắt. Cái chứng mắt thứ hai nữa, vấn đề inspector. Tôi nói với cha với má, trong cái ngành mà inspector nó cũng rất là mệt. Thí dụ, cảnh sát, người ta vô trong cái tiệm nail hay là người ta nói chuyện với một người nào đó, người ta phải mặc đồ cảnh sát, mang dùi cui, mang súng, nón đồ đội đàng hoàng. Mình nhận dạng người đó là người cảnh sát. Và cảnh sát vô nói chuyện với mình, thì họ cũng tự giới thiệu, ê, tao là cảnh sát. Tao tới đây tao coi cái mặt của mày nó có bình thường không Hồng, hay là mày có phải là kẻ gian không, để tao cộng đầu về tù chẳng hạn vậy đây. Người ta phải nói ra người ta là cảnh sát, đúng không? Hoặc là phòng cháy chữa cháy, người ta cũng mặc đồ phòng cháy chữa cháy. Bác sĩ thì người ta cũng phải mặc cái bộ đồ bác sĩ. Chỉ có mấy cha mấy mẹ nằm ở trong xét bò là mặc đồ bình thường ha. Không vô tới tiệm nail đi xét tiệm nail cũng thèm lên tiếng nói, tao là thằng Nguyễn Văn Tèo làm ở trên step bò, đại diện step bò xuống đây kiểm tra tiệm mày, đây là bằng cấp inspector của tao, đây là cái số của tao chẳng hạn vậy. Không bao giờ giới thiệu vô đó đưa cái mặt lạnh lùng giống như là mình nợ nó gì đó, mặt nó như nè vô tiệm inspector, tôi thấy cha thằng quỷ nào inspector vô tiệm cũng vậy á, mặt vơ lên gì,
tao inspector, mày đi dắt tao đi vô coi vòng vòng trong tiệm mày nghe. Mày mở cái hộp tủ ra tao coi cái đó có dơ ở trong đó không. Tại sao cái sàn nhà của mày nó có nhiều neo vậy trời. Bà đôi cha tiệm neo nó không rớt neo, nó rớt gì bà trời ơi. Một cái thiếp thôi rớt xuống sàn nhà nó cũng bắt bẻ. Làm neo tụi mày phải giữ cái sàn thiệt sạch, neo là bụi đó má. Trời ơi, tao vũa một con khách pin hình quay thôi là nó bay mù trời. Mày bắt tao quét, quét sao kịp. Khách nó vô đường nữa sao quét. Thì muốn quét không phải chờ tới cuối ngày tao quét chứ. Nhà tao không có chổi có đồ kìa. Thì tao quét không phải có thời gian tao quét. Chứ tự nhiên vô tiệm neo hỏi sao bụi dữ à. Ý chết đó trời, hỏi những câu cắt cớ gì sao tao trả lời được. Rồi trả lời không được nó cho chết kịch hà. Có quỷ điên không. Đó, một chuyện. Đi vô trong học mở học cũng vậy nữa. Mở học bàn ra coi coi. Ủa sao học bàn gì dơ dữ hả? Trời, học bàn dơ cởi tao. Học bàn đó học bàn của tao. Chứ đâu phải là học bàn của mày. Khi nào mà tao lấy tay của khách tao nhét vào trong học bàn á, để tao làm neo á, cái đó mới là gọi là mất vệ sinh. Tao lấy tay của khách tao nhét học bàn. Còn học bàn của tao chỉ có mình tao thọ ra thọ vô. Đó, đúng không? Có liên quan gì đâu mà mày cũng mắc nạ. Thấy vui duyên chưa? Làm neo sao tụi em đeo vào tay? Ủa? Trời ơi, tao làm chân tao đeo bao tay, hay là tao làm gì tao đeo bao tay, tao cầm hóa chất tao đeo bao tay. Chứ đâu phải làm gì cũng đeo bao tay. Ủa tao đâu phải bác sĩ đâu, tao mổ xẻ, tao đâu có mổ xẻ. Tao làm đẹp mà, tự nhiên đeo bao tay. Trời ơi, nếu mà tao đeo bao tay thì bắt hết tất cả những cái nghề khác cũng đều đeo bao tay luôn đi thì tao mới chịu. Đúng không? Ở sao mày inspector vô tiệm tao mà không đeo bao tay vậy? Đeo bao tay vô, gắn cái mặt nạ vô vậy. Chẳng hạn vậy đi, ai cũng phải đeo bao tay, ai đeo mặt nạ thì nó cũng hợp lý, đúng không? Trời ơi, không phải là cái vấn đề mình nói trắng nói đen ở đây để mình cãi luật, nhưng mà nó cũng phải cho người ta thở, nó cũng phải nhẹ nhàng, nó cũng phải dễ chịu chút xíu chứ, đúng không? Nó cũng phải gọi là luật pháp là hỗ trợ người dân, chứ không phải luật pháp để mà cản trở người dân. Hai cái lý luận nó khác nhau, đặc biệt nhất là nước Mỹ là một cái nước luật pháp là hỗ trợ người dân. Vậy thì các nghề cũng phải hỗ trợ người dân, thì cái nghề neo cũng phải hỗ trợ cho người neo, chứ không phải làm khó cho những người neo. Cái câu chuyện ở Kentucky, có một câu chuyện mà tôi rất là sốc, mà tôi thấy rất là bực cho cái vụ này. Thì dĩ nhiên là cả tiểu bang Kentucky đó, nó có rất là nhiều câu chuyện bức xúc khác nhau. Chủ neo và thợ neo cùng nhau cầm cờ lên chửi lộn với mấy anh cha trên đó. Trời ơi, tôi nói tôi mà rảnh hay là tôi gần ở bên là tôi biết là tôi cũng bay qua tôi chửi phụ, chứ tôi cũng phải vừa gì. Là tại vì mình dĩ nhiên Việt Nam mình phải binh nhau rồi, cái chuyện đó chuyện đơn làm, chuyện nó thấy rất là đáng làm luôn. Mình phải có một cái tiếng nói ở trong cái chính quyền của chính phủ để cho người ta biết được là cái tâm tư, cái yêu cầu của mình. Chứ cứ đè đầu ra làm khó làm dễ chủ tiệm neo, làm khó làm dễ thợ neo làm gì. Có một cái câu chuyện này, có hai cặp vợ chồng trẻ chủ tiệm neo. Họ có hình như là có con chó ở trong cái tiệm, nhưng chó của họ là đã đứng ở sau quầy tính tiền đàng hoàng, rất là yên ổn. Inspector vô chả làm cha làm mẹ, rồi sau đó ngựa đi ra sau lưng cái quầy tính tiền. Mày xét mà mày đi ra cái lưng quầy tính tiền làm gì cái thằng kia? Bộ mày định đi thâu hụi hay gì mà mày ra ngồi cái quầy tính tiền của người ta? Xét rồi ra đứng ở trước cửa mày xử ở tao, người xét rồi muốn xét gì tao xét, đúng không? Chứ không lẽ tự nhiên mày xét rồi cũng vô đi ào ào mày ào ào thì con chó nó quất mày là đúng rồi. Con chó nó là con chó, nó cào tay cái thằng đó nó cũng chảy máu đó. Cái thằng đó tức lên yêu cầu là mày phải dắt con chó đi chỗ khác, nếu không tao sẽ bắn con chó mà chết ngay tại chỗ. Có cần phải nóng tính dữ vậy không? Người ta con chó thôi thì dĩ nhiên là mày vô mày sòng sọc cái mặt mày đã khó ưa, con người còn không ưa hồi chỉ con chó thì nó cạp mày là đúng rồi, đúng không? Thì mày hứa lịch sử cái thói quen của con người của mình, đi đâu mình gặp con chó lạ thì mình cũng phải đứng yên tại chỗ tấn tha tấn thảm. Ít ra là mình hỏi thằng chủ mày lôi con chó đi chỗ khác đi, hoặc là tao có vô con chó mày nó có hiện hay không chẳng hạn, diện chó về chứ bẻ nanh chưa chẳng hạn vậy đây không. Đi sập sập cho nó cào là đúng rồi, rồi hăng dọa tao lấy cái súng ra tao bắn cái con chó mày nó chết đùng nó trở thành con cày liền tại chỗ đó. Con chó mày sẽ không còn con chó đâu, con chó mày sẽ trở thành là con cày rồi, biết chưa? Đó kiểu vậy đó, kiểu tức lên mà bị cào tay thì cũng tức lên rồi. Xong rồi á, đi vô xét luật tiệm người ta tanh bành, rồi sau đó gửi giấy về tiền phạt $13,000, tại vì tụi bay có nhiều lỗi lầm quá. Trời đó, có $13,000 rồi giờ tiền đâu người ta ra ta trả, tiền phạt gì mà tới $13,000, trả phạt tượng trưng 50% thôi chứ ai đâu phạt $13,000. Phạt $13,000 là cướp của mẹ rồi chứ còn gì nữa phạt gì dữ hả? Rồi tiền đâu người ta trả đó. Chẳng những phạt người chủ $13,000, rút luôn môn bài tiệm của người ta, mà còn chưa vừa lòng,
thằng chủ nó có bằng neo, rút luôn bằng neo của thằng chủ luôn. Có nghĩa là như vậy có phải là khiến cho thằng chủ nó hết đi làm chưa? Tiệm người ta rút môn bài, bằng của người ta rút luôn cái bằng người ta, rồi người ta lấy gì người ta làm, người ta ăn, tiện đâu ta trả tiền nhà tiền cửa. Trời ơi, thế chứ ác đạn chưa? Hai vợ chồng người chủ lên khiếu nại, gửi thơ gửi đồ lên trên cái bộ phận inspector, không ai thèm đọc, không ai thèm trả lời, treo người ta vậy đó. Rồi hỏi sao mà người ta chịu, rồi người ta phải đi lên đó để mà gặp, để yêu cầu giải quyết. Lên đó thì ổng không chịu giải quyết, người ta cứ nói là thiếu nhân sự, người này đi xét đầu kia, người kia đi xét đầu nọ, cho nên cái vụ án này chưa ai thẩm định thẩm lý gì trơn. Trời trời, tôi nghe cái câu chuyện đó tôi bức xúc dễ sợ luôn. Rồi bây giờ cho Việt Nam mình kéo nguyên cả một cái tập đoàn lên đó để chửi lộn với mấy cái thằng làm luật, thấy chưa? Rồi á, bây giờ đi ra chửi lộn với mấy cái thằng làm luật đó mới gây lộn chứ nó mới biết được. Bà con thấy có nhiều cái rất quá đáng không? Tôi sang tay áo lên mới được, bà nội cha tôi cũng điên giống cái thằng Stackball này dữ lắm. Mà phải chi là tôi có cái lý do, tôi cũng cầm cò tôi phủ một tay đó. Trời ơi, nếu không tôi mang nước sơn ra, tôi mang nước ngọt ra, tôi ủng hộ mấy người biểu tình đi lên đó để chửi lộn như cái thằng làm luật. Có nhiều cái đứa inspector tôi thấy nó kỳ lắm, tôi thấy nó rất là kỳ, nó sao đâu á. Nhiều đứa inspector vô cái mặt nó giống như là mình là thiếu nợ nó, hay là nó là ông nội mình gì đó, nó không có một cái nụ cười, hay là nó không có một cái gì mà gọi là lịch sự chân chân. Tôi rất dĩ nhiên là không phải là vô đủ có nắm, nhưng mà đại đa số, với một phần nữa là dùng cái chữ inspector. Hỡi nghe cái chữ inspector là Việt Nam của mình là bắt đầu nhảy đa nhảy đẩm lên, là hoảng sợ tụi inspector. Mà không phải chỉ có mình tôi hoảng sợ, rất là nhiều người hoảng sợ, mà ngay cả đài truyền hình vô phỏng vấn rất là nhiều chủ tiệm nail, người ta cũng nói y đạn như mình luôn. Cứ nghe cái chữ inspector xuống tiệm là bắt đầu là đái trong quần rồi, mình không còn biết là mình làm lỗi gì, nó vô lúc nào cũng không có thoát hết trơn. Đại đa số vô là không thoát với tụi nó đó. Nó vô có nhiều cái inspect mà tôi thấy nó không cần thiết đó. Thí dụ, sao tiệm nail mày có nhiều dáng vậy, sao tiệm nail gì mà chuột chạy vòng vòng vậy chẳng hạn, vậy đi. Mà tôi nói là vấn đề con dáng với lại cái con chuột á, là hai cái con quỷ đó không thể nào khống chế được. Hai cái con yêu tinh đó là nó đục tường đào lỗ, nó chui, nó điêu dây điện, nó vô trong tiệm nail không, mà nó giỏi dữ lắm. Nhưng mà hai cái con đó mình cũng phải thông cảm, dáng nào với lại chuột nào mà thích ở tiệm nail, cái mùi acetone con người thở đây mà còn thở không ra hơi, huống hồ chi là con dáng. Tôi nói con dáng mà nó ngu, nó vô nó hít đúng cái mùi acetone, nó ngã đùng ra, nó nhảy chết liền chứ không phải dân chơi. Con ngựa mà con chuột mà nó ngu vô nó hút miếng acetone, nó lăn đùng ra nó chết, đó là chưa kể là biết bao nhiêu là hóa chất này hóa chất nọ. Đừng nói chi nha, sugar scrub nghe nó hơi sugar, chứ mày ăn miếng sugar của mày cái gì nhảy đùng ra mày chết hay không. Cái bột nhúng, bột điếc nghe, nhìn nó cơm tuyến đẹp đẹp, mày dứt vô coi mày có chết hay không. Rồi đừng nói chi nước thối chi, acetone với bông gòn chi. Trời ơi, con chuột mày vô mày gặm cái của mày cái nhây đặt ra, tao làm con mày á con chuột. Tao nói không có con chuột, con dáng nào mà thích ở trong cái tiệm neo hết trơn trọi á. Nhưng mà chẳng qua là những cái tiệm kế bên, nó có dáng nó chuột, lâu lâu mấy con đó nó di cư qua, sao mình khống chế được, đúng không? Đó là chưa kể những thành phố lớn, thí dụ như là thành phố New York hoặc thành phố Chicago hoặc là San Francisco, những thành phố cũ, hệ thống ống cống tao nói hả chuột bà cố luôn. Tao nói hả chuột, ai mà về New York thì mọi người sẽ thấy, hoặc ai sống Chicago mới biết được cái cảnh chuột. Tao nói chuột nó rất là loạn, nó ở trong ống cống, rồi nó ở trên chuột mà nó cũng ở trên mấy nhà nữa đó, nó leo lên tới trên mấy nhà, nó ở với con quỷ chuột đó, nó đu dây dữ lắm, nó đi đủ các kiểu hết trơn á. Thì bây giờ chuột nó đầy đường, đặc biệt chuột và dáng rất là thích ở quán ăn, thì đâu phải là căn tiệm neo của mình nằm solo chơi dơ ngồi công viên đâu. Nếu nó ở kế bên tiệm quán ăn này, tiệm quán ăn nọ, thì chuột nhiều lúc rảnh rỗi chạy qua chạy lại. Thí dụ như con chuột ở bên quán ăn nó chạy qua tiệm neo, nó thấy ủa sao acetone dữ thì nó sẽ chạy về chẳng hạn vậy. Thì giờ thí dụ như mình cũng phải thông cảm cái tư duy con chuột cả nhà, hiểu không? Tôi không phải là tôi nói con quỷ chuột này con quỷ chuột nọ, nhưng mà mình là inspector thì mình cũng phải hiểu được cái tư duy của con chuột. Tôi cho cái thí dụ, thì con chuột nó đói bụng thì nó phải chạy đi vòng vòng, nó đi tìm đồ ăn, thì người ta bên quán ăn không có đồ ăn, thí dụ như thằng chủ quán ăn nó dẹp nó cất đồ hết trơn trọi, không có gì để ăn hết trơn trọi, thì nó mới chạy vòng vòng, nhưng tao đói quá thì giờ tao chạy qua cái tiệm neo, qua con tiệm neo nó có gì ăn không đó, vừa chạy qua nghe mùi acetone quá trời quái hồn, nó giết tao phải tìm cái lỗ tao chạy về, đúng không? Cho chuột mà nó không phải quán gà chứ. Trên cái thời gian
mà nó đi tìm cái lỗ nó chạy về, ngược lại thì thằng inspector nó vô. Inspector vô, nó vô, nó thấy con chuột chạy cái tưng, nó không có thể, nó không bao giờ thông cảm ở điểm đó. Theo lẽ mình là chủ neo nè, inspector, con chuột đó không phải là con chuột tao, con chuột đó nhà kế bên, nếu không con chuột đó của chính phủ của tụi bay, con chuột này là của tụi bay, nó ở dưới ống cống tụi bay đó, tại vậy ở trước nhà mày có biết bao nhiêu là cái ống cống đó, chuột nó nằm dưới đó, chuột này là chuột của chính phủ, nhưng mà nó rảnh rỗi nó chạy vô tụi neo chơi, rồi sau đó nó chạy về chứ nó không có ở đây. Mày có thể tìm hiểu, mình có thể tìm được là nếu mà vô tiệm neo tao mà mày thấy nó có cái ổ, nó có cái giường nệm, nó có tivi tủ lạnh nhà của nó đóng đồ ở đây, nó có giống như là nó làm cái hang là hay là này nọ trong đây, thì chuột đó của tao, còn chuột này chuột của mày, chuột chính phủ, chạy vòng vòng nó rảnh nó chạy vòng vòng thì nó vô chơi xíu nó chạy về, chứ có gì đâu bắt nạt. Tự nhiên đối thủ tiệm neo có con chuột mất vệ sinh, tiệm neo có con gián mất vệ sinh, có cần phải có khắc khe vậy không? Dán với chuột người ta đi đâu người ta đi kệ người ta, nó là hai cái loài động vật thì nó cũng mình đâu có bắt nó được đâu, thường trực đâu, đúng không? Trời ơi, mà đã hiểu được cái tâm lý là trong cái tiệm neo là cái mùi này nó không có welcome với hai cái con đó, thì là biết hai con đó là hai con giảng lai, hai con đó là hai con walk in thôi, nó thuộc dạng giống như rảnh rảnh nó chạy vòng vòng nó chơi rồi sau đó nó về lại chỗ cũ đó, chứ đâu có nằm trong tiệm neo đâu bắt nạt chứ bắt công vậy. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm là inspector cũng hơi khó khăn về ở cái điểm đó, quá khó chịu về ở cái điểm đó. Thí dụ như vô thấy con gián mà tụi nó không biết, mấy con khách nó cũng mắc cười nữa. Chờ cái nhiều bà thấy con gián, thí dụ Việt Nam mình đi, thấy con gián mà mình la lên, ơ có con gián kìa, bà đổ cha ta lấy chiếc giết nó đập cái rồi xịt cướp chết ngay tại chỗ chẳng hạn. Vậy đây Việt Nam mình là cái tánh của mình rất là bình thường. Trời ơi gián hả mày, tao vô tán mày vài cái cho mình đè bẹp mày ra chứ không phải dẫn chơi, mũi người ta còn quất nữa, hồi chi là con gián. Tao lấy cái guốc trình neo mà tao đạp lên cái rồi mày á, rồi mày cũng lên thiên đàng á chứ mày vẫn chơi mình chẳng hạn vậy. Ví dụ như chuột cũng vậy, bà rửa cha chuột mày chạy vòng vòng với tao lấy cái vỏ trình neo tao quất mày giờ đó chẳng hạn, thì cái kiểu như nó là như vậy. Còn mấy bà khách Mỹ á, tao lấy cũng ngựa gặp con gián đi ngang qua, á có con gián kìa, á tiệm neo mà có con gián kìa, trời ơi tao thấy cái trạng tao muốn tán nó dễ sợ luôn. Con quỷ gián thì có gì rồi la dùm dàm, không có gián hả, cuộc đời mày chưa thấy con gián ngoài hả? Mày la cũng phải từ từ trong gián người ta si, ví dụ như mày không thích con gián thì mày đuổi nó si, gián giờ vô cổ mày ra khỏi tiệm neo, không phải cho người ta thời gian người ta đi chứ con gián đâu phải là lẹ đâu, đúng không? Đi từ từ chứ, trời ơi đâu phải là con chuột đâu vậy chứ thiệt lẹ. Thì chẳng hạn vậy, chưa gì cái nhảy đồng đẫm lên lấy điện thoại ra, tao phải lên dép, tao phải báo cho tụi bay tụi người ta biết là tụi mày có con gián, trời ơi tiệm neo bộ thù lù gì đó có con gián tụi bay ơi chẳng hạn, mày đừng có vô tiệm neo này nó có con gián, trời ơi mấy con khách nó ngựa dễ sợ chưa. Chưa hết, còn vô report cho inspector. Inspector ơi, trời cái tiệm này nó có con gián rồi inspector rồi. Tụi mày rảnh rảnh thì xuống đây đi kiểm tra tụi nó đi. Tụi nó làm gì mà trong cái tiệm neo mà có con gián. Trời tụi nó có nhiều con khách nó cũng rất là rảnh. Mà cái tính nó con quỷ nó với con khách nó gọi là tính ác đó cả nhà. Tôi thì nói thiệt là tôi không phải là cái tính tôi, cái người tôi rất là lương thiện, tôi rất là thương con người. Nhưng mà tôi thương con người tốt thôi, còn con người xấu tôi vẫn ghét, cả nhà hiểu không? Thì cái tính nó rất là bình thường. Trời đâu có ai mà tự nhiên thương con người ác được bao giờ. Thì người ta hà rằng đó ghét con người ác, thì tôi cũng ghét con người ác rất là bình thường thôi, đúng không? Tự nhiên cái có con gián cái report à. Thấy chuột chạy ngang cũng report. Trời tôi nói nhiều khách nó rảnh dễ sợ luôn, cái gan của tôi á, nhiều lúc á tôi có quyền lực á là tôi đi vô á, tôi nói mấy con khách mày vô đây lấy đi điện thoại giục qua hết bên đi. Nếu không tôi xài cái tiểu vật có chiếc nổ là cho tụi bây giờ là không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài trơn trọi. Vô làm neo là không có thế giới gì bên ngoài trơn á, để tránh đi cái tránh đi cái tình trạng mà nó nhiều chuyện mà không có đúng cách. Tại đó phải nhiều đứa nó nhiều chuyện mà kiểu như nó không có ngại là nó hại một ai đó, hay nó vô tình nó gây cản trở cho một ai đó, nó không bao giờ nghĩ tới cái điểm đó đâu cả nhà. Bởi tôi nó rất là kỳ, cái nhiều con rất là kỳ mà mấy người inspector cũng không có chịu thông cảm, không có hiểu chuyện cái chuyện đó nữa. Tôi nói cũng rất là lạ, đặc biệt nhất cái này nghe, inspector vô trong tiệm đó lúc nào cũng nói á, nhớ kèm búa phải rửa sạch sẽ, để cho được công là nhiễm trùng khách khứa đó, nhiễm trùng khách khứa. Inspector nói á là mày phải rửa nước nóng để cho vi khuẩn nó tuột da, nhưng vi khuẩn nó chưa có chết, nó mới chỉ có tuột da bởi nước nóng thôi, mà không chịu nói là nước nóng nó bao nhiêu độ, nóng ví dụ nóng 100 độ là nóng bằng cái trứng gà được chưa, hay là nóng cỡ nào. Mà bây giờ thử hỏi bà con nghĩ đi, nước nóng làm sao nó nóng được, nước nóng để mình rửa tay trong hệ thống ống cống nước nóng nó chỉ nóng đúng một cái độ nào đó thôi,
chứ nó nóng quá con người tuột da thì sao, đúng không? Bụng mình không thể nào xài nước quá nóng, thì nước nó nóng là nó hẩm hẩm à, thì giết vi khuẩn. Thì giờ muốn cho tuột qua tuột quần tuột tuột da hay tuột quần gì đó thì rửa con vi khuẩn đó, nó rớt xuống rồi nó trồi xuống ống cống thì nó bơi đâu nó bơi, chứ mình đâu còn phải giết nó. Mình giết nó, trời ơi, mình giết cái vi khuẩn đó là một ngày không biết là mình có phải là mang cái kiếp là sớt sát sinh hay không, tôi cũng chưa có hiểu nữa. Tôi còn chưa có định hình được cái chữ sát sinh nó ra như thế nào. Mà trước vậy, chưa vậy là một ngày là mình phải giết biết bao nhiêu con vi khuẩn ở trong cái kèm. Là vấn đề sát trùng. Ai cũng nói vi khuẩn, rồi virus, bacteria, nó sinh sản, nó nhỏ, con mắt không có nhìn thấy được, phải đưa vô kính hiển vi thì mới dần thấy. Đó, nó có cả triệu con. Trời ơi, cả triệu con rồi, tôi đi trụng nó trong nước sôi, triệu con là tôi ra, tôi sát sanh tới 1 triệu con vi khuẩn rồi. Thì cái con vi khuẩn thì nó cũng là cái con mà. Trời ơi, người ta cũng phải đám cưới, người ta sanh con, sanh cháu đồ này nọ. Tôi đi đầu tôi giết hết trơn, có phải là vấn đề sát sanh không? Đúng không? Tạm các chuyện sát sanh hoàn bên. Vấn đề giết vi khuẩn. Theo tôi thì tôi rửa nước để cho vi khuẩn nó tuột xuống cái kèm của tôi đi, rồi mày bơi đâu mày bơi, mày vô ống cống làm bạn với con chuột đây hay là nó làm gì đi, kệ nó, mình không cần phải giết nó, đúng không? Nhiều tiểu bang thì kêu lấy cồn xịt vô để cho nó rác, rồi sau đó nó ghẻ lỡ nó tự chết đó. Nhiều người thì nói là lấy kèm đun vô trong cái UV light, nhờ hệ thống UV light, cái độ sáng của UV light nó giống như cái ánh mặt trời so với con người của mình vậy đó. Cái UV light đó nó vô con mắt của con vi khuẩn, rồi con vi khuẩn nó dọn cái UV light nó nổ con mắt ra, rồi từ từ con vi khuẩn nó sẽ chết. Cũng nhiều người người ta cũng có cái thuyết là dùng UV light giết vi khuẩn, hoặc là người nhiều người người ta kêu á là phải ngâm vô trong barbicide. Barbicide là cái dung dịch để giết vi khuẩn. Tôi không biết cái barbicide nó giết con vi khuẩn bằng cách nào, chắc là hệ thống tê liệt, hay là vấn đề nồng quá con vi khuẩn nó bị tuột da tuột lông rụng cạn rồi từ từ nó nằm chết. Thì có nhiều cái tư thế tết chết của con vi khuẩn tôi không có rành, tại vì con vi khuẩn nó nhỏ quá, tôi cũng chưa có rảnh để coi cái hiển vi, coi cái cách chết nó như thế nào đó. Nhưng mà đại loại nếu mà mình ngâm con vi khuẩn nó trong cái barbicide, có thể là cái barbicide là cái loại cồn rất là nặng, cái con virus nó uống cái barbicide vô, nó uống trong cái ghèo trong phổi, trong gan, trong ruột của nó, rồi nó cháy ra thì nó chết từ trong nội tạng, nó chết ra chẳng hạn vậy đi, nó chết trong ruột, nó chết ra thì nó ngay đơ ra nó chết chẳng hạn vậy. Hoặc là nó có nhiều cái cách giống như là nhiều người suối đó là phải rửa nước thiệt là nóng cho nó tuột da ra, sau đó rớt thịt ra rồi từ từ nó nhũng con ngựa ra rồi nó chết luôn chẳng hạn vậy. Thì nó có nhiều cách của con vi khuẩn nó chết với nhau, tôi không có rành, nhưng mà cái cách nào thì chọn một cách thôi. Toilet inspector mỗi dùng nó chọn một cách nó khác nhau. Mày nói cho tao nghe là mày muốn cái hình dạng con vi khuẩn nó chết cỡ nào, mày nói mèo một cái đi để tao sử dụng cái chiêu đó. Rồi mày muốn nước sôi để mà tuột là luộc con vi khuẩn đúng không? Mày cho nó tuột da rồi sau đó mày luộc nó luôn rồi nó chết đúng không? Đó, chẳng hạn vậy. Hay là bây giờ mày muốn dùng cái UV light. Mày muốn có dùng UV light để cho con vi khuẩn nó nổ con mắt nó ra, sau đó nội tạng phanh thay đúng không? Hay là bây giờ mày muốn dùng cái barbicide, mày ngâm đó cho nó chết tự trong bụng nó chết ra, chẳng hạn vậy, thì mày phải giải thích là cái cách nào mày muốn tao giết con vi khuẩn, nói cho rõ đi. Tiểu bang này á, lấy nước nóng tuột da tuột quần con virus đây. Tiểu bang kia dùng cái UV light cho mày nổ mẹ hai con mắt nó ra đây. Tiểu bang nọ lấy bao xay mày ngâm nó cho 15 phút, mày nướng nó đó cho tao, chẳng hạn vậy. Chọn một cách thôi, với ba với má ơi, với nhà làm luật cũng thiệt là rảnh rỗi đó. Rồi bây giờ có xây quay sầu quần cái người làm nail của mình cũng không biết là giết vi khuẩn bằng cái loại nào đó, là chưa kể là vô trong tiệm thêm cái thằng chủ tiệm nó cũng có cái cách giết virus riêng của nó nữa. Và thử giờ bây giờ mình chọn cái cách nào, đúng không? Phải thống nhất, làm luật là phải thống nhất, rồi yêu cầu người ta là giết cái loại nào, rồi sau đó những người mà người ta ra làm tiệm, người ta làm thợ, người ta đã học bằng, người ta ra làm tiệm, người ta dùng cái cách đó thôi, vậy là được rồi. Còn vấn đề mà muốn yêu cầu thợ nail phải trát trùng hết thiệt là kỹ y như là bác sĩ đó thì sao làm được. Tự nhiên đi làm nail mà kêu bộ kèm mày phải giết hết mấy cái virus đó, sida nghe,
mày phải giết hết những cái loại virus cancer, virus corona, virus này virus đó. Mấy bà mấy má ở trợ tôi là thợ làm đẹp, tôi đâu có biết cái con nào là cái con sida, cái con nào là cái con corona. Nghe đồn thôi, nghe đồn cái con corona thì nó có mấy cái hình dòi 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 dòi, còn con sida tôi đâu có biết cái con nó như thế nào đâu. Kêu tôi giết mấy cái con đó, tôi đâu có thấy nó được đâu mà tôi giết, mà tôi đâu có giờ thể nào mà giết đến nào đúng cách đâu. Trời trời, thì con corona đó người ta cũng kêu là đứng xa 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 6 mét rồi, nó cũng cắn ào ào đó, ai biết giết được đâu. Trời ơi, ông Joe Biden kêu còn chưa giết được con corona, nó kêu tôi giết sao tôi giết được, người ta là thợ neo bình thường thôi sao tôi giết được. Thì mình cũng phải thông cảm được là cái nghề nào nó cũng phải có hạn chế ở trong cái nghề đó, đúng không? Thì cái kèm búa của người ta chỉ có đủ sát trùng là giết được những vi khuẩn nào trong cái khả năng cái nghề của người ta thôi. Thí dụ như là giết vi khuẩn cảm cúm, nếu không là vi khuẩn đau bụng hay là vi khuẩn gì đây đó chẳng hạn vậy. Còn nếu mà đi mổ xẻ cần giết vi khuẩn mà nó kỹ hơn nữa thì vô bệnh viện đồ này nọ, người ta mới có đầy đủ dụng cụ, người ta mới đủ có tiền, người ta mua thuốc xịt rầy này xịt rầy nọ để người ta giết tất cả các vi khuẩn. Chứ trong tiệm neo tiện đâu người ta mua mấy cái việc đó. Còn mấy cái người thợ neo, còn mấy cái người khách neo cũng vậy nữa, không có thể nào mà yêu cầu quá cao. Phải có yêu cầu là cái kèm là phải xét là phải giết hết tất cả các loại vi khuẩn. Ủa ai biết giết cỡ nào thì cũng có mua máy hấp kèm vô hấp đó. Thì cái máy hấp kèm là gì, vừa đổ nóng nướng virus rồi có nước nóng để tuột con virus đó, rồi còn dùng cái UV light để cho nó nổ mắt con virus ra, rồi ngâm vô trong dung dịch để cho nó loại phụng loại phèo con virus ra, giết trùng gì đó còn muốn cái gì nữa. Thì mấy cái nhà làm luật phải hiểu được cái tình trạng đó mà phải ủng hộ thợ neo, là giết đó như đó là nó chết bà con virus rồi, thì dĩ nhiên là virus trong tiệm neo thôi đó. Thì tùy theo cái virus đó từng 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 khu, thì cái tiệm neo thì virus cỡ đó thì giết cỡ đó thôi, chứ giờ còn cái yêu cầu giết quá trời virus sao giết được, sao giết được virus. Mà bây giờ những người khách neo cũng vậy nữa, trời thí dụ như người ta vô trong tiệm neo người ta làm lỡ mà có nhiều chuyện với ai đó trên điện thoại, tay giật 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 nó phật cái chảy máu, thì mình cũng phải thông cảm, mình cũng là người trách nhiệm, mình ngựa mình nói chuyện phone chi cho mình nhúc nhích cho con thợ neo nó phật mình nó chảy máu. Họ đi làm chân thì tách rời ra cái con thợ chân thì nó chăm chú vô cái chân, nó cắt chân đi không, mình là khách mà mình cũng ngựa vô hỏi ơi ngày hôm qua chồng mày đập mày hay gì sao mặt mày nhăn dữ hả, ủa sáng sớm vô đây hàng chủ mày với mày gây lộn sao mày nhăn nhó vừa nhiều chuyện với nó làm chi cho nó bức xúc, rồi nó phật một cái chảy máu chân, rồi sau đó đổi thừa mày thợ neo mày làm tao chảy máu này nọ, tao vừa tao thương mày virus nó cắn tao đồ này nọ chẳng hạn vậy. Trời ơi, thì tôi rất là nhiều khách nó cũng rất là lạ. Mà bây giờ thí dụ người ta mở cửa làm ăn ta cũng đã có bảo hiểm rồi, thì lâu lâu có cái tai nạn lỡ mà người ta phập 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 ta phập cái máu nó chảy ra, thì máu chảy ra thì bây giờ đi lấy thuốc ông địa, thuốc lá đó nhét vô nó không có cầm máu, đổ cho cầm máu nó chưa cầm máu, nếu không lấy băng keo dán vô nó cũng chưa cầm máu, thì coi như là mình làm máu lỏng đi, hoặc là nhiều lúc mình bị xui đi ở nhà mình nấu ăn mình phập 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 mình chảy máu hoài vậy, đúng không? Nói thì nói cho nó vui vậy thôi, ý tôi nói không phải là mình nói càng nói ngược, nhưng mà ý tôi nói là mình khách cũng phải thông cảm một xíu, xì tét bo cũng phải thông cảm một xíu. Trong cái tiệm nail của mình nó cũng có nhiều cái tai nạn, mà gặp những cái trường hợp mà phập 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 chảy máu quá rồi đổ ruột ra hay là cái gì đó cần lên bệnh viện thì người ta cũng đã có bảo hiểm vô, người ta tham gia rồi, coi như là tai nạn nghề nghiệp chứ không có phải như là mình cố tình. Xét bo xuống thì cũng phải thông cảm, đây là tai nạn chứ không phải là mình cố tình mình nuôi virus để cho virus nó cắn cho đầy nhà ra rồi sau đó nói mình ở dơ ở giấy rồi đóng cửa tiệm mình hay là rút môn bài, là cái chuyện rất là vô duyên. Tôi thấy xét bo làm ra cái luật đó rất là vô duyên, coi như là tai nạn, làm cái gì cũng có tai nạn. Đừng nói chi nha, có cái này là nhiều người không có để ý đây nè, ngay cả luôn mấy ông nội làm xét bo nữa. Trời ơi, tôi nói ai trên đời này cũng có từng bệnh qua, không bệnh lớn cũng bệnh nhỏ, nếu không trước khi chết thì nó cũng nhảy dự vài cú nó mới chết. Thế nào trong đời mình cũng vô bệnh viện đó, bệnh viện với lại bác sĩ đó, mọi người nghĩ cái hình thức đó là như thế nào? Tôi thấy có nhiều người không có để ý. Để tôi cho cái thí dụ, nó như cái tiệm nail đó, bệnh viện là cái tiệm nail, chủ bệnh viện là thằng chủ nail, thằng bác sĩ nó là thợ neo, nó y đạn gì đó, nó cũng làm công ăn giờ, nó cũng có ăn chia các kiểu, nó cũng phải dựa vô cái bệnh viện để nó lãnh lương, nó y đạn vậy thôi. Rồi bác sĩ và bệnh viện, nó cũng có bệnh viện dơ, nó cũng có bệnh viện sạch,
nó cũng có bác sĩ này bác sĩ nọ, bác sĩ nhiều chuyện mổ ruột người ta đổi quên cái kéo, nó cũng có. Thì người ta gọi đó là cái tình trạng gì, là accident. Accident của cho nên là bệnh viện nó cũng có bảo hiểm. Thì bây giờ bệnh nhân tự nhiên cảm thấy đi về nhà đưa cái bụng ra, ủa sao có cái kéo trong trong cái bụng mình vậy, về thì đi thưa đi, đi thưa đi, nói với lại luật sư được đó, cái thằng quỷ bác sĩ bổ tao bỏ kéo trong cái ruột con này ơi đó, chẳng hạn vậy. Thì người ta cũng có được, người ta cũng có răng, thì cái đó là tai nạn chứ ai đâu, bác sĩ đâu rảnh đâu nó nhét cái kéo trong bụng làm gì. Thì lâu lâu người ta mổ nhiều quá, người ta quên, ta để cái kéo trong đó, cho bây giờ nhổ mổ rất là nhiều thứ dụng cụ, có cái kéo có đâu là có, đúng không? Trời ơi, nhìn trong các bạn mổ thôi, nó mà bày ra các bạn mổ nó có không phải là mấy chục mấy trăm cây kèm cây béo các kiểu để mà nó mổ để quên có con cây, chứ không phải để quên nguyên bó trong đó đâu mà nói người ta ác ý. Cái đó là tai nạn. Thì tai nạn thì bệnh viện nó lo, và tai nạn của nó cũng có bảo hiểm nó lo. Không lẽ giờ tự nhiên lên đó là lên đó của bệnh viện là chửi ngược giật xuôi với người ta, rồi giờ kêu step ball của bệnh viện xuống mà đóng cửa cái bệnh viện, đóng cửa bệnh viện rồi giờ ai nào không bệnh, rồi giờ tiệm nail xúm nhau đóng hết trơn rồi ai đi làm đẹp, trời vẫn chơi hoài. Thì cũng phải suy nghĩ chứ, cho nó hỗ trợ. Tôi nói luật pháp và step ball là phải nên hỗ trợ người dân, phải nên hỗ trợ chủ tiệm nail, phải nên hỗ trợ người làm nail, chứ không có nên mà gây áp lực và gây khó khăn cho chủ nail và thợ nail. Chứ bây giờ nghĩ đi, đừng có nói chi là vấn đề là phân tích về vấn đề sắc tộc. Nước Mỹ này là cái nước lúc nào cũng nói vấn đề sắc tộc, dù rằng là mình không nói chữ kỳ thị, mình không kỳ thị, nhưng mà nói vấn đề sắc tộc thôi. Cái nước Mỹ này á, là hơn 300 tuổi cỡ đó đi, chắc có thể là tôi nói sai, nhưng mà 200-300 tuổi rồi. Cái ngày khai sinh của nước Mỹ là đã hợp Trung Quốc rồi. Nước Mỹ là một cái nước nơi chuyên dụ nhân tài tới, cho người ta di cư tới đây. Biết bao nhiêu là sắc tộc của nước Mỹ, có thể gọi nước Mỹ là cái địa cầu cũng được. Là bởi vì sắc tộc nào trên thế giới nó cũng có ở Mỹ hết. Đó, trừ phi là có những cái bộ tộc trên hành tinh hay này nọ tôi không biết. Nhưng mà đại đa số sắc tộc nào cũng có ở Mỹ, riêng đặc biệt cái sắc tộc Việt Nam. Tại đây là Việt Nam á, hồi xưa mà trước khi là chiến tranh đó, thì chắc có lẽ là cũng có dăm ba người đi du học, người ta học làm việc, người ta sống ở Mỹ, nhưng cái số lượng rất là thấp. Sau khi chiến tranh, rồi sau đó đi vượt biên, rồi sau đó đi bảo lãnh, rồi đi du học, đi các kiểu, thì người Việt Nam mình mới về bên Mỹ mình sống. Mà đại đa số, không biết là số lượng người Việt Nam đang sống Hoa Kỳ là đến bao nhiêu, cho đại loại con số là 2 triệu đi. Mà bây giờ 2 triệu người Việt Nam của mình đang sinh sống ở Mỹ, được bao nhiêu người ăn quay phe? Toàn là dân Việt Nam đi làm không? Cho dân Việt Nam mình làm xiên, vô cùng làm xiên, không bao giờ mà có cảm giác như là ăn bám chính phủ hay là ở nhà làm biếng. Mình không có nói vấn đề so sánh, nhưng mà mình cho nó con số thực tế thôi. So với cái phần trăm của người ăn tiền trợ cấp chính phủ và so với là cái số người Việt Nam đi làm là hai cái con số trời giật. Trời ơi, chính quyền thấy vậy là đã là ngon rồi chứ còn muốn cái gì nữa. Bây giờ muốn là ra khó luật lệ luật làng cho chủ tiệm nail nó sợ nó không có mở tiệm, thợ nail nó cũng sợ nó không có đi thi bằng nữa. Rồi giờ lấy gì ăn? Rồi giờ Việt Nam xuống nhau đi vô tiền quay ăn quay phe, chính phủ chịu không? Nếu mà chịu là tôi hô hào, tôi chở xe bus Việt Nam rầm 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 lên ăn quay phe đó, rồi xin tiền của chính phủ nuôi, chính phủ chịu không? Đúng không? Chính phủ đâu chịu đâu. Mà thôi, vậy giờ mày làm đó Hùng ơi, mày lên đây mày xin tiền chính phủ tao làm gì, có tay cái chân lên đây làm đi rồi là nộp phế tập đồ cho tao chẳng hạn vậy. Trời ơi, dân Việt Nam mình siêng quá, còn gì nữa. Tôi nói dân Việt Nam mình quá bảnh toản luôn, so với lại những dân tộc khác rất là nhiều. Tôi nói dân Việt Nam mình lúc nào đi, trước khi đi qua Mỹ, thân nhân đi bảo lãnh thôi là ở Việt Nam ta đi học nail trước rồi, người ta đi kiếm cách việc làm trước rồi, đúng chưa? Biết bao nhiêu người là người ta kiếm cái đường ta đi làm để trước khi người ta qua Mỹ. Và tôi nói hả, dân Việt Nam bảnh toản quá trời quá đất rồi còn gì nữa. Theo lẽ như vậy đó, theo cái là như vậy đó, thì chính phủ phải nên thương dân Việt Nam mình một xíu. Mình không phải là nói vấn đề so đo hay là suối quẩy, nhưng mà rõ ràng thực tế thôi, phải thương dân Việt Nam một xíu hơn tí nữa đi. Hỗ trợ nó, hỗ trợ bằng cách nào? Đi thi nail bằng tiếng Việt hết đi mấy bà mấy má thôi, tự nhiên đi thi nail bằng tiếng Anh, rồi đi thi nail bằng tiếng Tây Ban Nha mà không chịu đi thi nail bằng tiếng Việt, một cái đó có phải là phi lý hay không? Tôi nói là cái vấn đề đó là vấn đề tôi chướng mắt vô cùng với lại chính phủ Mỹ. Đại đa số là người Việt Nam mà đi làm nail
Rồi đại đa số những người neo cho nước Mỹ là người Việt Nam. Ở đâu cũng biết, ngay cả ông Joe Biden ổng cũng biết. Vậy mà không chịu ra một cái bộ luật, người ta thi bằng tiếng Việt đi. Thỉnh thoảng có nhiều thành phố đông dân, tiếng nói của người Việt của mình mạnh, thì họ cho cái luật là đi thi bằng tiếng Việt. Còn những cái xóm làng hay những thành phố Việt Nam mình ở ít, người ta phải bị thiệt thòi, người ta phải thi bằng tiếng Anh, đúng không? Thì dĩ nhiên á, là trong cái vấn đề mà chuyên môn thì có nhiều nhà làm luật yêu cầu phải biết rành tiếng Anh, đúng không? Thí dụ như quốc tịch mình cũng phải biết sơ sơ về vấn đề Anh văn chẳng hạn vậy. Còn vấn đề mà đi làm neo, tại sao phải thi bằng tiếng Việt và tại sao phải thi bằng tiếng Anh? Thi là cái gì? Thi là lý thuyết. Lý thuyết người ta chỉ nói vấn đề luật lệ, luật làng, vệ sinh, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Những cái đó nó đâu có thực tế trong cái bộ nói đâu mà cần Anh văn. Vậy thôi thì cho thi tiếng Việt đây. Rồi khi nào vô trong tiệm neo mà cần nói chuyện, ơi hi you want full set or you want a dip, you want a dip, you good, chẳng hạn vậy, thì nó mới cần ra Anh văn. Thì cái chuyện đó đâu có liên quan đâu chính phủ lo làm gì, lo chi cho mệt vậy. Vấn đề Việt Nam mà đi nói tiếng Anh á trong tiệm neo thì nó có cách giải quyết rồi. Thứ nhất, Việt Nam học tiếng Anh rất là giỏi. Thứ hai, thằng chủ nó bảo kê, nếu không thợ neo mình bảo kê. Ê mày, con nể nói gì sao tao không hiểu ý chân, bà để yên tôi, để tôi ra sổ tiếng Anh tôi giúp bà. Người Việt Nam mình rất là đoàn kết, hay giúp đỡ lẫn nhau, bởi cho nên cái người thợ neo không biết tiếng Anh nó không phải là một cái vấn đề lớn ở trong cái tiệm neo. Mà nếu mà nó lớn nữa đó, đó là cái sự quyết định của thằng chủ, nó có mướn hay không, đó là chuyện của ông chủ, chứ không phải cái chuyện của chính phủ. Cho nên chính phủ đừng có nhiều chuyện về vấn đề cái thằng đó nó không có biết nói tiếng Anh. Mà chính phủ phải nên quan tâm là vấn đề thằng đó nó có chịu đi làm hay không, hay là cái thằng đó nó nhà nó quay phe. Người ta chịu đi làm thì cứ cho người ta đi làm và hỗ trợ thằng đó nó đi làm đi, chứ hơi đâu quan tâm chi nó không biết tiếng Anh, đó là chuyện của nó. Còn vấn đề đi thi lý thuyết, đã biết nó không có biết tiếng Anh còn ép thằng nhỏ đi thi tiếng Anh, có phải làm khó thằng nhỏ không? Vậy thôi cho nó thi tiếng Việt đi. Thí dụ như giờ Stackball, nếu tôi thấy Stackball mà con người đàng hoàng tử tế như tôi đó, thì vô hỏi nè, nè mày là nói tiếng gì á mày? Mày ở đâu qua? Việt Campuchia. Vậy thôi mày thi neo bằng Campuchia. Mày Việt Nam, mày thi tiếng Việt Nam đây, mày chịu không? Hay là hai thằng bay ngựa ngựa không muốn thi tiếng Campuchia với thi tiếng Việt á? Vậy thôi mày thi tiếng Anh mày chịu chưa? Chẳng hạn vậy, cho người ta có lựa chọn. Đó đúng không? Thí dụ như cái thằng Campuchia nói không, mà tao không muốn thi tiếng Anh, tao muốn thi Campuchia, đưa cái đời Campuchia ra tao quốc, chẳng hạn vậy. Thì Việt Nam y chang vậy thôi, trợ ba đứa đợi Việt Nam đây tôi quốc đó, chẳng hạn vậy. Trợ ta quốc cái đời Việt Nam chắc chắn là ta đậu liền ở ngoài, không có thi tới thi lui, thì chẳng hạn vậy. Người ta cũng phải muốn đậu cho lẹ để người ta về ta đi làm neo, chứ ai đâu muốn đi thi tới thi lui, thi tới thi lui làm gì đó. Cái vấn đề mà cái lý thuyết trong cái bộ làm neo đó, không phải là nhiều người ta không có hiểu là vấn đề vệ sinh là gì, hay là người ta làm cái gì, mà tại vì cái câu Anh văn người ta đọc không có hiểu. Ta thấy vô trong tiệm neo nghe mấy đứa kia nó quốc tiếng Mỹ, nó quốc làm sao thì mình học y chang vậy, học riết rồi á, nói được là được, miễn là ok, ok là khách đó nó cũng ok, ok vậy là đủ rồi. Trời ơi, ta nói trong tiệm neo chỉ cần biết ok thôi là được rồi đó. Thì cái đó là cái bộ môn nói. Còn cái bộ thi á, nó đâu có dùng cái chữ ok đâu, người ta viết mất trời ơi, quẹt A, B, C, chặt quá hết trơn. Thì rất tới rất lui, chỉ nó không mệt vậy. Thì tiếng Việt, tôi nghĩ Việt Nam mình phải nên bắt chước như là thành như tiểu bang Kentucky, đoàn kết lại, yêu cầu liên bang phải cho một cái bộ Việt Nam đi thi tiếng Việt thôi. Việt Nam đi thi neo, thi tiếng Việt đây, chứ thi tiếng Mỹ chứ làm gì cho thiệt là mệt vậy. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm nên cần thiết đó. Cái điểm đó, đó là thứ nhất. Thứ hai, trời ơi, yêu cầu liên bang cho một cái bằng neo thôi, rồi sau đó mình đi vòng vòng đó mình làm neo. Nó có nhiều điểm lợi cho kinh tế. Tôi giải thích vấn đề kinh tế cho chính phủ nghe đây. Tôi nói trời ơi, tôi thông minh dữ lắm, nó uống miếng nước tôi phân tích. Tôi nói tại vì á, tôi mê cái nghề neo, bởi vì cho nên là tôi đam mê, tôi sống chết cho cái nghề neo, chứ tôi không có rảnh đi làm chính trị. Cho nên tôi làm chính trị là tôi là thuộc dạng là ngon lắm à, là ba cháy một chất lửa chứ không phải dẫn chơi. Tôi thấy cái vấn đề làm neo đó nó sẽ là như vậy nè. Có một cái bằng neo mà có thể làm hết tất cả những tiểu bang. Như vậy là những tiệm neo nào đó mà thí dụ như điển hình như là Florida,
chẳng hạn vậy. Thì Florida là gì? Dân cư Florida là ai? Đại đa số ai cũng biết, từ hồi đệ nhị thứ chiến tới bây giờ, là cái mảnh đất của Florida lúc nào họ cũng promote cho những người sống theo mùa. Có nghĩa là những người ở trên miền Bắc, người ta trên đây lạnh quá, vào mùa đông họ không muốn sinh sống ở miền Bắc, họ về tiểu bang Florida vào mùa đông để cho họ có thể sống theo cái khí hậu như mùa hè. Đó. Thì cái đó là hồi nào giờ nước Mỹ ai cũng biết ở cái điểm đó. Bởi xúm nhau ai cũng muốn mua nhà, mua cửa, mướn nhà, mướn cửa, rồi sau đó dời Florida sống vào mùa đông. Khi mà Florida nó mùa hè với nó quá nóng, và ở trên Bắc này mùa hè ok, thì họ sẽ di dân ngược lại lên trên miền Bắc để người ta sinh sống. Đó là chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ thợ neo cũng vậy. Trời ơi, thợ neo tụi tôi, mấy ông mấy bà làm luật cũng phải biết tụi tôi sống theo thị trường. Chứ tôi không sống theo thằng chủ. Sống thị trường. Chợ thị trường ở đâu nó đông thì tôi dọn tới ở chỗ đó. Căn tiệm này nó đông, căn kiệm tới ế, tôi còn bỏ nữa, ủng hộ chi, tôi bỏ ra tiểu bang này, tiểu bang nọ, thành phố này, thành phố nọ là chuyện bình thường. Ở trong xóm thôi mà tôi còn bỏ tiệm này, tôi qua tiệm khác, vì chỉ vì kinh tế mà thôi. Rõ ràng chưa? Thì bây giờ kinh tế cũng vậy, chợ những tiểu bang ít người Việt Nam, kinh tế người ta cao, tình trạng người ta thiếu thợ neo, thì thợ neo ở dưới miền Nam, hoặc là những nơi nóng, hoặc là những nơi nào làm không ra tiền, thì người ta cứ giữ việc mua vé bay, người ta lên đây người ta làm. Nếu mà sang sang, thì bay lên đây làm 5 ngày, rồi thứ bảy chủ nhật mua vé bay bay về. Đâu có sao đâu, tôi thấy rất bình thường. Bình quân một cái vé máy bay, cho là khoảng chừng $300, mà cái tiền income chênh lệch giữa cái tiệm nó ế và cái tiệm nó đắt khách, nó quá là chênh lệch. Một tiệm làm có 500, tiệm kia làm tới $2,000. Thử hỏi nó mua cái vé nó bay lên đây nó làm, bỏ làm 500 đồng cái tiệm cũ, rồi nó mua cái vé có 350 để nó bay lên cái tiệm 2,000 nó làm. Rõ ràng nó thay đổi dễ sợ chưa, nó lời tới 1,200. Thì người ta bay lên bay về bay tới bay lui hàng tuần đâu sao đâu. Tôi thấy chuyện đó rất là bình thường. Không có gì gọi là lộn xộn. Thứ nhất là người làm neo đã có một cái máu, cuộc sống của họ rất là huy hoàng. Chờ neo người ta còn sách, huống hồ chỉ mua cái vé máy bay có $300-$400. Đồng thời cả cái nước Việt Nam, nó nửa cái địa cầu người ta còn đi qua bên đây được. Huống hồ chi người ta đi mua cái vé máy bay từ thành phố này đi qua cái thành phố nọ. Tôi nói chuyện đó là no problem. Không có chuyện gì mà có thể là trở ngại để trơn á. Chị, tiệm neo chị làm giá thị trường nhiêu chị? Tiệm chị 2,000 đến 3,000 tầm cân. Ok, mai thứ hai mua vé bay lên em làm. Quốc thử chị tầng chơi coi nghe. Nếu cảm thấy được, rồi ok em ở lại chị làm lâu dài vấn đề kinh tế. Nếu mà tiệm chị kinh tế tụt xuống, thì em mua vé bay ngược trở lại về tiệm cũ của em. Bình thường thôi. Tôi thấy không có gì là khó khăn hết trơn trọi. Rất là bình thường. Mà trong khi đó, chính phủ mà có rảnh á, dở cũng báo Việt Nam ra để chính phủ coi. Tại đây là chủ neo, mướn người neo mà cam kết chơi rất là đực, rất là độc chiêu. Tiệm chị, tiệm ít, khách đông, nhưng mà được cái là bao ăn bao ở. Thợ neo nào mà muốn cảm thấy lên đây làm với chị bao ăn bao ở, có xe đưa rước. Đó, thấy chưa? Cái thị trường yêu cầu thợ neo, người ta yêu chuộng thợ neo đến cỡ đó, thì thợ neo người ta bay lên bay xuống cũng rất là bình thường. Mà không chừng bay tới bay lui còn hỗ trợ cho cái ngành hàng không, cho chính quyền nữa. Lúc đó là kinh tế nó lên hào hào, có phải là giải quyết được vấn đề chưa? Tự nhiên quỷ nào không biết ngồi trong chính quyền nghĩ ra cái chiêu là tiểu bang nào phải có luật tiểu bang đó. Tôi nói thật ghét cái luật đó kinh khủng luôn. Mà tôi không biết quỷ nào nó làm ra cái luật đó nữa. Thì các bữa nào bà con đi vứa tình gì, cái luật đó rủ tôi đi vứa tình chơi. Nước Mỹ nó là nước Mỹ, mất ô mất gió gì chi cái bằng con ta ra làm chi. Tự nhiên ở tiểu bang này á, mày phải học 100 giờ, tiểu bang kia mày phải học 1,000 giờ, rồi mày phải đi thi, rồi qua đây mày phải thi lại. Trời ơi, thi lại chứ với công thợ neo nó cũng là thợ neo thôi, nó cũng y đạn vậy. Đợi cục bột lên quất tụt một cái ra cái phu xét, trời ơi, đè đầu năm ngón nhúng cái ra bột nhúng, chứ có gì đâu. Thao tác như nhau, vệ sinh như nhau, chứ có gì đâu mà khác biệt. Chẳng qua là có nhiều cái luật lệ luật làng nó hơi nhỏ xíu không đáng kể trong cái bộ luật làm neo thì mình rất cần để ý, nhưng cái việc đó nó đã nhỏ xíu rồi vậy thôi á. Thì người ta cũng y chang rồi, cái tiểu bang này với tiểu bang nọ đi, để cho người ta cái một cái bằng thôi, người ta bay tới bay lui người ta làm.
như vậy đó cho nó dễ, cho nó hỗ trợ cộng đồng neo, như vậy mới gọi là state board, như vậy mới gọi là chính quyền. Trời ơi, cái công việc của chính quyền là phải nên làm ra những cái luật nào hỗ trợ người dân để người ta dễ sinh sống, chứ không phải là chính quyền rồi ngồi đó ăn lập mưu là định kế ra làm cái luật lệ cho nó khó khăn, để cho nó khó người ta làm chi vậy. Tự nhiên cái ra đó đĩa luật đồ đề ra làm cho người ta khó lên để làm gì. Trời ơi, làm cái bộ luật mà nó dễ hỗ trợ cho người ta có công ăn việc làm có phải là được hơn là làm cái bộ luật đó gây khó khăn người ta không, đúng không? Gây khó khăn để làm gì? Trời ơi, mình là chính quyền rồi, mình chỉ có muốn đâu vào đó nè. Không, mày đang ở Illinois bây giờ mày muốn về Texas vì vũ neo mày phải để ý không mày, vậy sao như nhau đó, rồi xuống đó khách khứa nó như nhau, mày cũng phải phục vụ tối đa y chang vậy, mày phải coi khách nào nó như nhau, chứ mày không có kỳ thị là khách Chicago hoặc là khách ở Houston chẳng hạn vậy, rồi còn chủ cũng vậy nữa. Mày ở Chicago mày thì cũng có ông chủ, rồi về Houston mày cũng có ông chủ, mày ở đàng hoàng đi rồi đóng thuế đúng rồi cho tao chẳng hạn vậy. Thì mình là chính phủ thì mình phải nói vậy. Thí dụ về chính phủ gọi tôi thì tôi chỉ riêng tôi rất rẻ, tôi nói ok chính phủ ơi cảm ơn nha tổng thống, rồi ok tổng thống nói vậy đây, rồi để tôi xách kèm xách búa xuống xách sạch tôi làm đó. Như vậy có phải là hỗ trợ với nhau không, chứ ai đâu tự nhiên có cái bộ luật gì ra ngồi rình. Không, mày định đi làm neo ở Hilton đó nghe mày. À vậy không có bằng ở Hilton đó, tao tới tao cộng đồng mày giờ có phải vô duyên không? Quỷ không? Trời ơi, tao tiểu bang của tôi Chicago, tôi nó có luật, tôi có cái bằng nó mấy chục năm nay rồi. Bây giờ tự nhiên mới lết xác tới Hilton chà cái chân hà là đã sợ chính quyền vô cộng đồng rồi. À, mày không có bằng ở đây cho nên mày không có được làm. Nổi dịch không? Trời ơi, tôi mới gọi vô chỗ đổi bằng chạy đổi ăn nhiêu hả? Đổi ăn được, thi đi. Ê chết trời, rảnh đâu thi trời. Trong cái thời gian mà tôi đi thi có phải là nó cản trở tiền của tôi rồi thằng chủ neo nó có phải thiệt thòi tại nó không có cái thợ neo mà giỏi mà đẹp trai như tôi không, có phải nó thiệt thòi cho cái cho cái địa cầu này không? Bởi tôi nói hả, nhiều lúc á nghĩ lại mà tức, nhìn cái bộ phận state board của nước Mỹ và những người làm luật của nước Mỹ nói riêng về cái cộng đồng neo của mình thôi là tôi rất là chướng mắt. Bởi tôi thấy cả tiểu bang Kentucky mà người Việt Nam của mình cầm cờ đứng lên để mà la làng cái lộn lại những cái người đó. Trời ơi, tôi đó tôi hả giả dữ lắm. Tôi hy vọng là cái tình trạng nó sẽ lây qua nhiều tiểu bang khác nhau. Rồi không chừng tất cả người Việt Nam của mình từng thành phố liên kết lại với nhau để yêu cầu bộ luật liên bang chứ không phải là bộ luật từng thành phố nữa. Mà phải yêu cầu bộ luật liên bang. Rồi sau đó nếu mà được thì kêu ông Biden ra kìa. Lôi ông nội đó ra, để rồi sau đó kêu hỗ trợ cho cái bộ luật này cho tụi mình để cho nó đỡ. Thí dụ như tôi á, tôi cái này là tôi chỉ biết suối thôi chứ tôi không có biết làm. Bà con nào mà có lỡ mà nghe tôi suối mà biết làm thì làm ơn làm giùm tôi một cái. Suối nó làm gì? Tôi nghĩ cái chuyện nó cũng không khó đâu. Đừng có làm luật chi với từng bộ phận của từng địa phương, nói chuyện với mấy thằng phường, mấy thằng xóm, mấy thằng tiểu bang đó cũng mệt lắm. Đè đầu ra ông Biden đó gọi, Biden. Ông làm gì mà ông lo vấn đề nổ bom bên Iraq đi răng hoài ba, nổ bom cho Israel rồi đó, tụi đó kể đó đi. Trời ơi, Israel với Palestine nó quýnh nhau mấy ngàn năm rồi bố ơi, hơi đông mà tự nhiên mang đồ chơi qua đó nã con ta chỉ có con mệt vậy. Đó, nè, có chuyện ở đại sự, neo Việt Nam. Tới đây dần Việt Nam làm neo nó đang khóc dở kìa ông nội. Về đây, ông làm ơn, ông làm ra một cái bộ luật là xóa hết tất cả ranh giới làm neo của nước Mỹ. Cái bằng neo ở tiểu bang nào cũng được đi làm hết trơn á, là bay qua bay lại thường trực không biên giới, neo không biên giới. Đó, là neo tiểu bang này thì ở đây qua bên tiểu bang khác làm vẫn được. Điểm đó điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, ông làm ơn ông gọi vô mấy cái tụi inspector, nói tụi nó bớt cà chớn lại em xíu. Phạt con ta, phạt cũng có cửa, phạt từ từ, phạt là tượng trưng, phạt đó là tiền để chính phủ Mỹ sống, là tiền thuế. Chứ không phải chính phủ Mỹ sống là nhờ tiền phạt. Phạt là phạt 50, 30 cho vui. Đứa nào cứng đầu lôi đầu ra tòa gây lộn với ông tòa cho vui. Chẳng hạn vậy. Chứ không có phạt cái kiểu gì mà mười mấy 20.000 đô. Cái tiền phạt gì mà mười mấy 20.000 đô. Tôi nói là cái đó là cái tiệm đó là cái tiệm bình thường. Lỡ mà cái tiệm nào mà nó vô nó làm bậy hết trơn rồi giờ phạt con ta 100.000 hay là 1.000.000 đô hay gì. Phạt cái kiểu đó đâu phải là tiền phạt. Cái đó thuộc dạng là cướp của ông ta cho phạt gì. Trời ơi, phạt gì sao tiệm đâu ta trả cho nổi. Trả không nổi thì ta phải đóng cửa tiệm. Rồi ta phá sản hay gì. Phá sản rồi vợ tới nhà trắng hay xin em quay phê hay sao. Đó, thì chẳng hạn là như vậy. Bởi tôi yêu cầu á, tôi suối, người nào biết làm,
hay là người nào biết số điện thoại của ông Joe Biden làm ơn gọi tôi không có bé. Tôi nghe người ta đồn là 1-800 Nhà Trắng nhưng tôi chưa có thở. Đó, ai biết cái số điện thoại đó có đúng hay không. Mà tôi cũng không biết là ông Joe Biden ông có chơi Facebook hay không. Trời ơi, con bắt ông tìm lèm ra vậy, ông đứng không còn té rồi đó. Đang ngồi nói chuyện ta, tự nhiên ngủ luôn hà. Ngủ nào không hay. Trời ơi, ngay cả đây nói chuyện phóng viên còn ngủ, phóng viên còn kêu. Bác tổng thống ơi. Bác Biden ơi, bác ngủ bác ngáy kìa, bác chủ nước miếng này bác ơi. Trả lời phóng viên sao nước miếng nó đồ nhiễu nhão trơn rồi bác ơi. Đó, trời ơi, phóng viên nó còn phải nhắc nhở cái bác đó đỡ ngủ dậy nữa, ông hồ chi mà ông chơi Facebook. Tôi không nghĩ là ông Joe Biden ông biết chơi Facebook đâu. Ông biết Facebook mà tôi nghĩ ông không có biết cách chơi. Chứ một hồi một phần nữa là ông chơi ông không thấy đường đâu. Không lẽ giờ ông đeo kiếm vô chùi ghèn chùi đổ nó coi Facebook sao được. Đó là chưa kể mà ông cũng không bao giờ coi Facebook của tôi. Trời ơi, tôi nói gì sao ông hiểu được. Nói tiếng Việt đã khó, tôi nói lẹ nữa sao ông hiểu được. Ông từ từ nói gì phải từ từ. How are you? Mỗi khi mà lên truyền hình á. Kính chào toàn thể người dân Hoa Kỳ. Hôm nay là Tổng thống tới đây. Tổng thống muốn chia sẻ vài cái thông tin rất là quan trọng cho người dân Hoa Kỳ biết. Tình trạng Israel mang bom qua nã Palestine nó có lý do nghe. Và đồng thời chúng ta biết Israel là rất là bạn thân với lại Hoa Kỳ. Chúng ta có tình đồng minh gần cả trăm tuổi rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta phải mang bom qua đó để giúp Israel nã bên kia. Chẳng hạn vậy đó. Nói còn chậm nữa, ông Hồ Chi là ông chơi Facebook, ông nghe cái live stream của tôi. Không chừng ông mà nghe cái live cái stream của tôi là ông cũng lên má sân hỏng ngã đùng ra đổ thừa tôi giết người nữa, mất công nữa. Cho nên là cái vấn đề trách nhiệm mà đi yêu cầu liên bang để mà hỗ trợ cộng đồng Việt Nam á, tôi không có biết làm, tôi chỉ biết suối thôi. Cho nên là bà con nào làm được thì cứ làm đi. Còn nếu mà cần tôi cầm cờ hô hào thì tôi cũng sẽ tốn vé máy bay tôi qua Nhà Trắng để mà yêu cầu ông Biden. Đó, nếu mà cần tôi hiến kế thì tôi hiến kế, tại vì tôi rất là giỏi hiến kế. Tới đây à, cái vấn đề hiến kế đó đâu có gì khó đâu. Miễn là cái nào tốt cho Việt Nam mình thì làm thôi. Tôi nói thiệt ở một cái điểm này, không biết là mọi người có nhận dạng ra được cái vấn đề nước Mỹ này hay không. Chính quyền, thật sự là chính phủ Hoa Kỳ, thật sự là người, con người quản lý. Cái bộ luật của Hoa Kỳ nó không có cứng nhắc. Nó có quyền thay đổi, nó sửa tới sửa lui theo năm tháng. Vì cái điểm đó tiền cũng vậy nữa. Có rất là nhiều dân tộc khác, họ biết, họ tỉ mỉ, họ làm việc trực tiếp với lại Nhà Trắng. Cho nên họ có rất là nhiều quyền lợi từ cái tiền thuế của chính phủ hỗ trợ cho từng sắc tộc. Thì Việt Nam của mình theo lẽ cũng nên có điểm đó. Thí dụ Việt Nam mình cũng phải cần yêu cầu chính phủ cho một số tiền để mà xây ở khu Việt Nam hoặc là xây tên đường Việt Nam, nếu không là cũng phải xây chợ búa của khu Việt Nam chẳng hạn vậy. Thì theo lẽ đó là cái tiền và của chính phủ lúc nào cũng hỗ trợ từng sắc tộc, thì mình cũng có thể thấy được là phố Tàu nè, là gọi là Chinatown, nếu không là phố Ấn Độ, phố Hàn Quốc, rồi cũng có phố Thái, phố Ý, phố Nhật, các kiểu phố. Thì giờ Việt Nam mình cũng vậy, Việt Nam mình cũng phải nên có cái phố Việt Nam. Chứ mình không thể nào gọi là cái khu Việt Nam, phải gọi là cái phố. Tại sao mình không chịu yêu cầu chính phủ hỗ trợ cho mình gọi là Việt Nam Town, chứ không phải là gọi là Việt Nam Area hoặc là Việt Nam Corner nữa. Nó không phải là một cái nhóm, mà phải gọi là cái town hẳn hoài, là một thành phố Việt Nam luôn hẳn hoài. Rồi sau đó người ta cũng có thể hỗ trợ cho đặt những cái tên đường là tên Việt Nam. Ví dụ như là Cali chẳng hạn, hoặc là Houston. Cali với Houston là bởi vì cộng đồng rất là lớn và những người sống trong cộng đồng họ rất là tỉ mỉ và rất là giỏi, họ vận động lâu năm thì mình không thể nào so sánh được. Nhưng những thành phố khác, ví dụ như ở Chicago tôi ở nè, dân Việt Nam mình ít hơn, rồi đồng thời là cũng không có làm ở trong chính quyền nhiều, cho nên bây giờ mình cũng không biết đi đâu để kêu gọi hay giúp đỡ. Thay vì như vậy, tại sao mình không có một cái tiếng nói nào đó chung chung cả một cái liên bang, rồi nói hộ cho bên Nhà Trắng biết những cái tâm tư của mình để cho người ta yêu cầu người ta để hỗ trợ mình, đúng không? Có thể cái suy nghĩ của tôi nó hơi sai, là bởi vì tôi không có rành. Cái này tôi đang đoán thôi. Thì nếu mà đoán mà làm được đó thì tôi nghĩ là cũng rất là mừng. Nếu mà Việt Nam mình có ai đó tiền phong nên làm ở những cái điểm đó để dành cái quyền lợi cho người Việt Nam mình. Nói thì nó xa xa,
quay ngược lại cái người neo thôi. Thì nếu quay cái người cái ngược lại cái người neo, mình cũng phải cần có gì đó để mà được hỗ trợ. Thí dụ tôi thấy trong cộng đồng Việt Nam làm neo của mình còn thiếu rất là nhiều thứ của chính phủ hỗ trợ. Thí dụ như là những tiệm neo ế cần một khoản tiền để mà có thể tu sửa cái tiệm, hoặc là cần một khoản tiền để mà mình có thể bành trướng cái thương mại của mình, thì chính phủ cũng phải có một cái chương trình đó để hỗ trợ cho người làm neo, thì tôi nghĩ nó mới đúng, đúng không? Thì SBA thì là SBA thôi, loan thì là loan thôi, nhưng mà tôi thấy rõ ràng có nhiều cái nghề khác thì chính phủ rất là ưu tiên, còn cái nghề neo thì chính phủ không chịu để ý, không chịu dòm tới. Cái đó điều đó cái điều rất là thiệt thòi. Còn cái thiệt thòi thứ hai trong cái cho dân vấn đề mình làm neo của mình đó, thì cái thiệt thòi thứ hai là giống như tôi nói đó, là vấn đề văn bằng, môn bài, bằng cấp, vấn đề vệ sinh, cái gì mình cũng phải nhẹ nhàng chút xíu, nên phân biệt được là cái nghề neo của mình là một cái nghề làm đẹp, chứ không phải là cái nghề neo nó là cái bệnh viện mà phải yêu cầu cho thiệt là sạch sẽ. Như vậy là nó sai, hai cái định nghĩa nó sai. Nên nhớ thời sửa hồi xưa, tôi không biết bữa nào tôi rảnh rồi tôi gửi một cái tấm hình lên cho cả nhà cùng nghe, cùng thấy. Là hồi xưa đó, thời mà Ai Cập đó, mấy ngàn năm về trước người ta đã làm neo. Rồi sau đó chuyển có bằng chứng rõ ràng, rồi chuyển thể qua, bây giờ qua bên Trung Quốc đi, thì người ta cũng có bao nhiêu năm đó từ hy tới họ cũng đeo móng tay dài. Người Việt Nam của mình hồi xưa đó, là móng tay dài và đeo neo đó, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, và chỉ phân biệt là người giàu và người nghèo mà thôi. Có nhiều giống như có nhiều tầng lớp xã hội trong nước Việt Nam mình, cái thời mà chắc khoảng chừng hơn 100 tuổi, 200 tuổi về trước đó, những người giàu là những người có móng tay rất là dài, dù đàn ông vẫn để tay dài, tay càng dài thì người ta mới càng quý phái, bởi vì người ta không có rửa chén rửa bát, nó cảm giác như là được giàu sang. Cho nên là cái thị trường neo dài đó nó rất là thịnh trong cái thời đó. Rồi nó đi ngược qua bên tới nước Mỹ, thì qua tới cái nước Mỹ rồi đó, thì nước Mỹ đó hồi xưa làm neo nó cũng rất là đơn giản, hồi xưa làm neo đâu có cần bằng vậy đâu. Rồi đến khi mà tài tử Mỹ cũng đeo neo, rồi tiệm neo các kiểu nó nảy nổ trở ra, bắt đầu nó mới ra có luật lệ luật làng đi xin bằng, chứ hồi xưa đâu có cái bằng, đúng không? Thì bây giờ đi khi xin bằng thì mình phải cân nhắc được là cái nghề này mới có mấy chục tuổi đòi bằng thôi, hồi xưa nó không còn bằng, mới mấy chục tuổi nó đòi bằng, thì mình cũng phải biết được có cái bằng nó dễ dễ một chút xíu, chứ đâu có phải cái bằng này là cái bằng bác sĩ đâu, phải cần thiệt là vệ sinh, hoặc là cái bằng này là nó có bằng gì mà chuyên môn gì đâu mà phải cần phải để ý. Trời, cái bằng này cái bằng làm đẹp cái những đứa nó ở nhà nó tự sơn cũng được, nhiều đứa nó ở nhà nó tự make up cũng được, nhiều đứa ở nhà nó làm tóc đẹp cũng được, thì nó đâu cần bằng đâu, không để giờ vô bắt nó, đúng không? Thì giờ cái nghề đó là cái nghề thủ công, thì cái người thủ công thì từ một con người bình thường chuyển ra một con người chuyên môn có cơ sở thương mại, chỉ có cái điểm chuyển đó thì nên làm cái bộ luật nào để cho nó mướt mướt xíu, nó nhẹ nhẹ xíu, để cho người ta chuyển thể từ con người làm ở nhà bình thường chuyển ra thành một con người chuyên nghiệp hơn. Thì cái bộ luật đó nó đơn giản xíu, chứ ai đâu mà đi ra mà cái bộ luật gì mà khó quá, cho dân Việt Nam vô thi neo rất là trơn hết trọi, rớt hết rồi về Việt Nam làm gì vậy? Trời ơi, Việt Nam mà là dân Việt Nam là thuộc dạng như là dân yêu nghề mà, rồi dân hợp pháp mà, bây giờ chuyển qua mua, thấy không được thì mua, thấy chưa, gây khó gì cho mất công vậy. Vậy thôi ta làm cho nó nhẹ nhẹ đi, cho nó dễ dễ, cho ai vô thi cũng đậu, ai vô thi cũng đậu, chỉ có biết sơ sơ nè, làm neo là không có lộn rồi mày. Chẳng hạn vậy, tôi mà là dân làm luật, tôi sẽ làm cái gì nè? Neo là cấm quýnh lộn. Neo á là mày không có được làm tao chỉ máu. Thì chỉ máu là chỉ máu á mày. Mày cắt móng cũng được, cắt móng giọt cũng được, cắt da cũng được, làm gì cũng được, miễn là cấm chỉ máu. Đó, vậy là được rồi. Chẳng hạn vậy để cho người ta dễ hiểu được, người ta có thể phân biệt được cái chữ chỉ máu. Chứ đừng có liên quan là chỉ máu ở khúc này hay chỉ máu ở khúc kia. Chỉ máu gót giò, chỉ máu da trên, chỉ máu ngón tay hay là chỉ máu ở cùi chỏ, không cần biết, vô tiệm neo là không được chỉ máu. Đó, chỉ máu do thằng thợ neo nó làm ra là không được. Chẳng hạn vậy đi, thì có cho cái luật đó, người ta cũng hiểu, nó nôm na nhưng người ta dễ trả lời cho người ta đậu. Thí dụ như là không được làm chỉ máu, yes sir. Yes, I pass, chẳng hạn vậy đi. Đó, để cho người ta hiểu thôi.
Chứ bây giờ người ta hiểu là người ta hiểu rồi, vô trong tiệm là người ta chỉ biết là không được làm chảy máu, thì không được làm chảy máu thì con virus đâu chui vô cái cơ trong máu đó nó cắn người ta chẳng hạn vậy đây. Còn xà kèm búa là mày phải sát trùng theo cái quy định của thằng chủ, thằng chủ kêu sát trùng trao thì sát trùng kiểu như vậy thì chẳng hạn vậy đi, để cho nó đơn giản là chút xíu. Rồi sau đó cái bộ thi đó, rồi muốn thi tiếng Việt thì thi tiếng Việt, chứ ông một gió thì bắt con ta thi tiếng Mẽ chết ra trợ. Tự nhiên Việt Nam vô thi tiếng Mẽ, hỏi tiếng Anh biết không? Không, Việt Nam mới qua có một tầng à. Vậy thôi thi tiếng Mẽ đi, ai thi cho được. Vậy sao, tại sao không chịu nói là mày thi tiếng Anh, mày không biết, bây giờ mày được lựa chọn thi tiếng Mẽ, tại sao nó không được lựa chọn thi tiếng Việt? Sao vô lý vậy? Chính phủ gì nó ngang dữ hả? Nói ngang nói tàn nó cho thằng Hùng nó nói thôi, chứ còn chính phủ là phải nói chuyện có nguyên do. Tự nhiên thằng nhỏ vô hỏi thi tiếng Anh không? Không biết. Vậy thi tiếng Mẽ đi, có phải lựu đạn không? Nếu thi tiếng Mẽ được ta thi tiếng Việt chứ bắt gì thi tiếng Mẽ, cho người ta có sự lựa chọn. Tại sao chính phủ cho những người Latin có lựa chọn thi tiếng Mẽ mà sao chính phủ không cho dân Việt Nam có lựa chọn thi tiếng Việt? Sao chính phủ gì vô cớ dữ ạ? Sao chính phủ gì ngang tàn dữ ạ? Trời ơi, cho thi tiếng Mẽ không cho thi tiếng Việt ông ba ơi. Thí dụ như bây giờ chính phủ không biết viết tiếng Việt, không biết ra cái đời đó tiếng Việt làm sao, gọi tôi chỉ cho, gọi tôi chỉ cho vài cái đời. Trời ơi, thì bây giờ thí dụ như giờ tao là cho chính phủ không có biết tiếng Việt, bây giờ ra cái đời làm sao cho người ta đi thi tiếng Việt để cho nó giỏi, thì gọi tôi, nếu không gọi dân Việt Nam hỗ trợ cho, nhưng mà phải cho người ta có sự lựa chọn thi tiếng Việt. Thi xong tiếng Việt rồi đó, xóa luôn ranh giới. Trời ơi, có nhiều người người ta qua bên Mỹ người ta không có sự lựa chọn. Người ta qua Mỹ có bà con đâu người ta ở đó, có bà con Cali người ta ở Cali, có bà con Chicago người ta ở Chicago, người ta không có biết là nước Mỹ. Nhưng mà người ta ở lúc giai đoạn đầu thôi, đâu khi nào mà người ta rất có đâu vào đó, người ta có xe, có bằng lái, có giấy tờ, có công an việc làm, hoặc là có người quen ở nơi khác, thì người ta bây giờ những cái nơi nào người ta sinh sống đó là quyền lựa chọn của người ta. Người ta phải có cái sự tự do để lựa chọn khu sinh sống. Tự nhiên cái đi có người ta lựa chọn rồi, cái bằng của người ta ở tiểu bang này không cho về cái khu lựa chọn để làm, có phải là chính phủ gì ngang tàn không? Người ta mới vừa qua, thí dụ cho cái thí dụ đi, dân người Việt Nam mình mới vừa qua có thân nhân ở Chicago, về Chicago ở thì chưa có bằng lái, chưa có thẻ xanh, chưa gì trơn, thì cũng phải thi neo ở Chicago, đặng ra đi làm neo Chicago cho lẹ, chứ không lẽ giờ ngồi đó làm gì mà không ra tiền. Thì vô ba chân bốn cẳng đó thi bằng neo Chicago, rồi ta có giấy tờ xong, bây giờ người ta đi về bên Houston người ta ở, thì cho người ta rinh cái bằng về Houston người ta làm hành nghề, người ta sinh sống. Chứ bắt ôm mất gió gì kêu người ta phải thi lại bằng Houston, cản trở người ta chứ không mệt vậy? Trong khi đó làm nail thì nó y chang, nó cũng phải đẹp, nó cũng phải không có chảy máu, vì khách nó mới trả tiền. Nó có hai cái lý do đó thôi à. Khách nail nó yêu cầu chỉ có hai cái lý do đó, làm không chảy máu mà mày làm cho đẹp tao trả tiền. Hai cái món đó thôi, thì về Chicago nó làm y đạn, mà về Houston nó làm cũng y đạn, miễn là tao làm cho mày là không có chảy máu như là đẹp là được rồi. Vậy là đúng không? Chứ bắt ông mất gió chính phủ rồi kêu đi đổi dân bằng lại hết trơn, vậy chính phủ gì cả chớn không? Trời ơi, tôi không biết chính phủ là ai, chứ tôi biết chính phủ rồi tôi cũng nói cả chớn ở trong mày dân trời. Bởi tôi nghĩ là bà con nào mà đang có được biết tiếng Anh, hoặc là biết cách nói chuyện chính phủ, hoặc là biết có số điện thoại ông Châu Qua Đình, làm ơn gọi giùm cái đi, tôi chỉ suối thôi chứ tôi không có làm. Suối á là giỏi lắm rồi, nó phải tính thêm cái chuyện chuyên môn. Tôi không phải là người chuyên làm, nếu mà kêu tôi làm rất là hời hợt và tôi làm nó rất là chặt ruột, tôi làm không có được. Nhưng khi mà nói suối là cái đó là cái chuyên môn của tôi, nên tôi suối rất là giỏi. Ai cũng phải có phân biệt, ở tiếng Anh người ta gọi là specialty, đúng chưa? Thì specialty đó là tôi, cái my specialty là suối, chức vụ của tôi á là SUI, chứ không phải chức vụ của tôi là CEO. Đó, CEO là mấy cái thằng làm đó. Còn chức vụ của tôi là XUI. Vậy ta theo tiếng Anh là UI, X là suối đó. Chức vụ tôi đứng ở vị trí XUI mà thôi, chứ không thể nào làm CEO được. Thì cái bộ phận tôi là bộ phận suối, thì ta suối mấy cái CEO, mấy CEO làm đi. Vậy cho nên là bây giờ trên trang mạng xã hội này, mà cho bà con ai mà có người Việt Nam, làm ơn yêu cầu chính phủ làm cái điều đó cho cộng đồng Việt Nam của mình đi. Còn nếu mà người Việt Nam nào có thể kết nối được bên tiểu bang Kentucky mà những cộng đồng Việt Nam làm neo đang đứng lên đấu tranh cho cái nghề neo đó, thì mình có thể liên kết lại với nhau, rồi sau đó thì tôi suối cho, rồi mình cùng lên tiếng để mình có giành được cái quyền lợi để cho cái Việt Nam mình làm neo cho nó dễ hơn. Chứ tôi thấy nhiều sắc tộc khác họ có rất là nhiều quyền lợi,
mình không phải là so sánh, nhưng mà thật ra cái kỹ nghệ nail của mình nó cũng tu bổ cho cái nền kinh tế của nước Mỹ rất là nhiều. Trời ơi, báo chí đăng là từ 8 tỷ, sorry, 8 tỷ, trời ơi, từ 8 tỷ cho đến 20 tỷ mỗi năm một cái survey khác nhau. Thật ra cái con số tỷ nhiêu tôi cũng không biết là chính xác bao nhiêu tỷ, nhưng thật ra nó từ 8 tỷ cho đến 20 tỷ. Đó, thì bây giờ dùng cái số nhiều tỷ như vậy là nó ủng hộ cái nền kinh tế của nước Mỹ biết là bao nhiêu. Mà đã ủng hộ cái nước Mỹ nó lớn như vậy thì những người mà làm nail cũng phải có chút xíu favor, tiếng Anh gọi là ân, tiếng Việt gọi là ân huệ, hoặc là phải được ưu tiên một chút xíu, như vậy thì nó mới đúng chứ, gây khó khăn con người ta làm gì. Bởi tôi thấy rất là mệt. Đó là ý kiến cá nhân thôi cả nhà nghe, chứ không phải là tôi nói đây là đúng hay là sai. Những người người nào mà làm chính trị mà cho mà biết nói tiếng Việt á, đừng có mắng nhiếc tôi là sao mày ngồi nhà mày cào cào bàn phím rồi này nọ, nói ngon vậy lắm, mày ra đây mày làm chính trị đi chẳng hạn vậy. Đừng thách đố tôi, trời, thách đố tôi cho tôi làm chính trị tôi cũng leo lên tôi làm chứ không phải dẫn chơi đâu. Trời ơi, tôi người giỏi mà, trời ơi, tôi là chúa suối mà, tôi lên trên chính trị ha, tôi làm chính trị tôi suối cho thấy. Trời ơi, tôi xuống cho mọi người cho thấy, chứ đừng nói dẫn chơi, đó là tài của tôi mà. Nói thì nói vậy thôi, chuyện nào ra chuyện nấy. Hy vọng là cả nhà đi làm nail mỗi lúc một giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn, và đồng thời nếu mà nói chuyện với khách của mình, gặp những người khách nào đang làm chính trị, làm ơn có thể kể những câu chuyện Việt Nam của mình cho những người làm chính trị, những người làm luật đó, để họ đi về Nhà Trắng, họ có thể mang cái tâm tư đó nói chuyện với tổng thống để sửa luật, sửa đồ cho hỗ trợ người Việt Nam của mình. Bà con nào mà đang ở Dallas thì ráng chạy ra vào cuối tuần này, ngày chủ nhật là ngày năm tây nhá, so sorry, không phải ngày hôm nay, là ngày ngày chủ nhật là ngày 29 tây của tháng này, và mùa thứ hai là ngày 30 tây, có thương hiệu Pyramid ghé tiệm supply là Pro Nail ở trên đường Jupiter đó, thì chúng tôi có demo show. Và chúng tôi mang rất là nhiều sản phẩm mới của Pyramid về đó để khoe hàng, và cũng có promotion và on sale. Nhớ chạy ra để mua ủng hộ nhé. Và nhớ chạy ra để mà mình trò chuyện về những câu chuyện làm ma. Sorry, làm nail chứ không phải làm ma. Tại mùa ma, nhưng mà mình làm nail. Bye cả nhà. See you next week.